Lô, lô. Để bắt đầu buổi chiều hôm nay, câu hỏi đầu tiên như sau ạ. Huyền ký ra đời để vớt những ai muốn về Phật giới và xóa đi mê tín dị đoan. Vậy sau khi trái đất này tan rã, trái đất mới hình thành và đến đời mạt thượng pháp của trái đất mới số người mê tín có giảm không? Hay cũng sẽ trở lại mê tín như trái đất hiện tại vậy? Khi trái đất mà nó tan rã đó thì tất cả nền văn minh không gian nó cũng trở về cái nền không gian không. Rồi con người ta sống vào cái thời kỳ đồ đá thì nó cũng ngu muội thôi, đâu có ai biết được. Rồi đồ đá mà nó chuyển qua bộ lạc thì mới tới đời thành lập, cũng tương tự thành lập ra đạo thần. Rồi đến một vị toàn năng toàn giác lập đạo Phật, gọi là đạo hiểu biết rõ ràng và quy luật nhân quả luân hồi. Rồi từ từ nó cũng tiến rẽ vào cái thời kỳ mạt thượng pháp để mà công bố cái quyền ký ra, nó cũng đi cái tuần tự vậy thôi. Vì thế cái chu kỳ trái đất này nó phải đi theo những cái chu kỳ của nó chứ không thoát ra được ngoài nữa. Thì nó đúng ra một trái đất thì nó 10.000 năm, nó quy tụ từ từ thời kỳ đồ đá mà lên đồ đồng là 4.000 năm. Rồi nó lên tới cái thời kỳ mà một vị toàn năng toàn giác nó là 3.000 năm nữa là 7.000. Từ 7.000 nó đến tới 3.000 sau là hủy diệt. Cái lịch trình nó đi nó vậy, 4.000, 7.000 và 3.000 thì nó đủ 10.000 năm. Thì cái chu kỳ của người ta đó từ mê tín cho đến chánh tín rồi bằng sự thật thì nó cũng đi tuần tự thôi. Có nghĩa là bây giờ quyền ký nó ra để nó cứu cứu con người cái thời gian này nè, chậm đi tới cái thời kỳ hủy diệt thôi. Bởi vì khi mà văn minh không gian nó lên cao rồi đó thì những cái chuyện mà nó tiêu diệt cái này nó rất dễ, không có gì khó. Vì thế mà quyền ký Đức Phật phải ra để chặn bớt lại thôi. Còn được hay không là do môn đồ ổng á. Chặn được là do cái môn đồ Đức Phật chứ không phải ai. Còn những người nhà mà ta vừa quản lý về chính trị trái đất thì nó khác. Nếu môn đồ Đức Phật mà đồng ý phổ biến này ra thì các nhà chính trị người ta mới nghe. Còn nếu không phải môn đồ Đức Phật hoàn toàn không ai nghe hết. Người thường không nghe đâu. Vì thế mà cái việc tồn trong trái đất này do môn đồ của Đức Phật, một vị toàn năng toàn giác, chứ người thường không làm được. Rồi hỏi tiếp đi. Thiền Tông tồn tại ở thế gian 100 năm. Nếu đến năm 99 mà có người về tịnh độ, có thể quay lại kịp trái đất này để học Thiền Tông không, khi mà họ phải lên tịnh độ hưởng phước 10.000 năm? Không, cái này là hỏi không đúng. Mình muốn hỏi bây giờ thì phải dùng cái đầu khoa học của mình hỏi, gọi là cái đầu nguyên tử để hỏi. Chứ còn hỏi cái này là cái hỏi thời kỳ đồ đồng, cái đầu của người thời kỳ đầu đồ đồng không bằng thua. Bởi vì mình lên trên đó là sau 10.000 năm mới trở lại thì nó đi qua cái thời gian khác rồi. Cái thời gian nó trở lại đây nó không đúng. Bởi vì cái thời gian này, trái đất này bây giờ mình còn có thời gian ngắn nữa, rồi mình lên trển ở tới 10.000 năm mình xuống đây làm sao nó sai biệt, không đúng. Đạo Phật là phải là thực tế, đạo Phật thời gian cũng như là không gian phải là thực tế chứ không phải mà chùng trừ nó nữa. Thời gian bây giờ thời gian vàng người ta phổ biến ra, mình đồng ý thì theo, không đồng ý thôi, con đi lên tịnh độ là nó khác. Bởi vì đây có 100 năm rồi, thời gian lên đến 10.000 năm rồi sao, đối với 100 năm thì có 1% thôi, làm sao kịp nổi. Rồi hỏi tiếp đi. Ông Phật tử Nguyễn Thế Tuyết ở quận 8. Tại sao pháp môn thứ 6 Đức Phật dạy là Thiền Tông, mà gần đây con nghe thầy giải đáp lại có thêm danh từ là đạo Phật Thiền Tông? Sửa mãi. Được. Hỏi lại. Tại sao pháp môn thứ 6 Đức Phật dạy là Thiền Tông, mà gần đây con nghe thầy giải đáp lại có thêm danh từ là đạo Phật Thiền Tông? Cái chữ Thiền Tông là hồi xưa người ta ngắn gọn. Chứ Đức Phật dạy 6 pháp môn tu, nếu mà nói đúng ra đó, pháp môn đạo Phật tiểu thừa, pháp môn đại Phật, đạo Phật trung thừa,
pháp môn đạo Phật đại, rồi niệm chú, niệm Phật. Thì vì thế mà gọi là pháp môn đạo Phật thiền tông. Bởi vì Đức Phật dạy cái đạo này nó có 6 tông: tiểu thừa tông, chuẩn độ, trung thừa tông, rồi đại thừa tông, niệm Phật tông, niệm chú tông, thiền tông. Bây giờ người ta chỉnh lại cho nó đúng cái danh từ thôi. Bởi vì người ta nói là chuẩn hóa thiền tông, là chuẩn cái chỗ này nè. Những danh từ ngày xưa người ta nói ngắn gọn, hoặc người ta nói bỏ chữ, thành ra có nhiều người ta không hiểu. Thì bây giờ nói cho gọn là, vì thế mà đạo Phật thiền tông, đạo Phật tiểu thừa tông, trung thừa tông, đại thừa tông, mật chú tông. Vì nó có mật chú tông và niệm Phật tông đó. Thành ra bây giờ nói cho nó đúng ra. Thì mình nghe mình nói xem nó hơi lạ chút, chứ thật nó không lạ, gọi là đúng nguyên văn. Rồi, hỏi tiếp đi. Con hiểu thế giới này là nhân quả vật lý âm dương. Con người chỉ là sống tạm trú mà thôi. Mình muốn giác ngộ và giải thoát về quê cũ của chính mình là vật giới, thì phải tìm học pháp môn thứ 6 là đạo Phật thiền tông, có đúng không ạ? Đúng rồi. Thế giới này là thế giới nhân quả vật lý. Anh muốn mà chứng đắc cái gì thì anh phải tu tiểu thừa tông. Muốn làm giảng sư thì trung thừa tông. Muốn làm kỹ sư đạo Phật thì đại thừa tông. Muốn giảng sanh lên cực lạc là kêu bằng tịnh độ tông. Muốn làm thần y trị bệnh thì mật chú tông. Muốn trở về Phật giới thì phải thiền tông, đạo Phật thiền tông. 5 con đường luân hồi và 1 con đường trở về Phật giới, đó là căn bản của đạo Phật. 5 con đường đi luân hồi gọi là tu theo nhân quả vật lý. Còn con đường trở về gọi là con đường phi vật lý, trở về chánh gốc của mỗi người. Đầu tiên con người là một tánh Phật vào đây mượn thân và tánh người tạo ra công đức để trở về Phật giới. Nhưng mà vô đây không tạo công đức mà tạo phước đức, thành để đi giảng sanh. Hoặc là tạo phước đức âm để làm người giàu sang ở đây, hoặc là tạo nhân quả để bị nhân quả nó nhận chìm ở trong thế đất này. Vì thế mà thiền tông ra đời để mà nói cho rõ là 6 con đường đi, muốn đi đâu. 6 con đường cõi trời, 6 con đường ở trái đất và con đường trở về Phật giới là 13 con đường. Nếu nói gọn là ở trái đất này, lục đạo luân hồi và con đường trở về Phật giới là 7. Thiền tông ra đời nói cho rõ vậy thôi. Mà nói rõ mà nói kiểm chứng bằng khoa học và thực tế. Vì thế mà các nhà khoa học, nhà vật lý học hoặc người trí thức cao hoặc công nhận đạo Phật là có cái tinh hoa của nhân loại, người ta mới tôn trọng cái đạo Phật là chỗ này. Vì thế mà Liên Hợp Quốc mới vinh danh đạo Phật là có tinh hoa nhân loại, nói cái chỗ này. Chứ không phải đạo Phật cúng mà ta vinh, người ta vinh danh cái đạo cúng đâu. Không phải đạo Phật coi bói đâu. Ông phải vinh danh đạo Phật coi bói, mà không phải đạo Phật làm bùa. Nếu mà đạo Phật làm bùa thì ai vinh danh cái này làm gì? Có nghĩa là đạo Phật vinh danh bằng khoa học thực tế, mà kiểm chứng cho chiếm chứng đàng hoàng từ hữu hình và vô hình. Đạo Phật nói được cái này. Vì thế mà tổ chức Liên Hợp Quốc, tổ chức Vi Sắc hàng năm tưởng nhớ cái chuyện này. Nhưng mà tôi nói là tiếng nhớ chứ chưa, Liên Hợp Quốc chưa tìm ra được cái này. Nếu mà Liên Hợp Quốc tìm được cái này thì trước khi mà tổ chức buổi lễ này phải nói ra cái gì là của tinh hoa nhân loại, mà tôi chưa thấy. Mà cái đó là của cái UNESCO, của Liên Hợp Quốc thôi, chứ mình cũng không có, mình chỉ góp ý vậy thôi, chứ sự thật mình đâu có gì trong đó mình nói. Nhưng mà mình là một tín giả, mình đứng mình xem, giống như một người đem xem phim, ngồi phim là coi cái đạo diễn, nhưng mà đạo diễn chưa nói được cái tinh hoa này. Đạo diễn đạo Phật chưa nói được cái tinh hoa của nhân loại là cái gì. Ông đã từng nói là đạo Phật là tinh hoa nhân loại, mà ông chưa trình bày được cái tinh hoa nhân loại ra. Vì thế là một người dân được quyền hỏi. Vậy chứ Vi Sắc hàng năm anh tổ chức, anh nói cái gì về đạo Phật, cái gì là tinh hoa của nhân loại, thì mấy ông phải nói ra cho nhân loại biết. Mà mấy ông đó thì đầy đủ ngôn ngữ 100+ quốc gia, thì ông tuyên bố này thì ông phải dịch ra tiếng 100+ quốc gia cho người ta biết đạo Phật cái gì là tinh hoa nhân loại. Chưa thấy.
Vsat ở Việt Nam tổ chức 2-3 lần rồi, năm 2019 là năm thứ 3 mà chưa thấy được nói cái này. Thì nếu mà ai quan tâm thì cứ hỏi, cứ mail. Bây giờ mình muốn hỏi người ta dễ thôi, mình gửi thư vô hộp thư mail của người ta đó, hỏi người ta trả lời cho. Nghe nói mấy ông nói là Đạo Phật tinh hoa nhân loại, vậy chứ cái tinh hoa là cái gì? Chưa thấy công bố ra. Đó mình cứ hỏi vậy thôi. Thấy không? Rồi mình người dân, rồi nói bây giờ mình nói gần thì mình hỏi giáo hội Phật giáo Trung ương, vậy chứ tinh hoa là cái gì? Với thầy, tôi chưa nghe với thầy là đề cử những giảng sư đi giảng về tinh hoa Đạo Phật. Thì với thầy cứ giảng tôi nghe thử coi. Thì có phước để chi? Để cho nhân loại biết rằng Đạo Phật có tinh hoa mà mấy lần là không nghe thấy. Đáng lẽ cái tinh hoa này hàng năm mấy ông phải đưa ra nó một lần, đi ra một cái ngày gọi là kỷ niệm tinh hoa Đạo Phật thì mới là đúng. Mà lòng vào đó, nếu mà lòng vào được vô cái tổ chức quốc tế của UNESCO đó thì càng hay. Vì cái tổ chức này nói ra toàn cầu biết mà. Còn mình nói đúng, nói ở chùa thì chỉ nói một hai điểm nhỏ thôi, một hai điểm nhỏ của Đạo Phật thôi, chứ nó lớn không có được. Vì mình tư cách của mình nằm ở đâu? Nằm trong cái xã đó. Mình chỉ được quyền nói trong cái xã thôi, chứ không được quyền nói ra cái quận nữa. Rồi, hỏi tiếp đi. Hiện nay có rất nhiều người theo pháp môn Thiền Tông muốn được kết nối cầu truyền hình trực tiếp. Xin bác giải thích rõ hơn điều kiện và tài chính phải như thế nào mới được kết nối cầu truyền hình ạ? Cầu truyền hình này đã dễ lắm. Bây giờ anh có một cái cơ sở mà hộ pháp nhà nước cho anh hoạt động theo luật tín ngưỡng, có giấy phép đàng hoàng thì kết nối đầu cầu truyền hình với chùa Tân Diệu được. Nhưng mà dưới điều kiện thế này nè, cái giấy phép hoạt động phải nhà nước cho phép, mà trong khi đó cái giấy phép này anh phải kèm theo cái gọi là cái lời cam kết không được xen vào chính trị nha, không được xen vào bất cứ cái gì hết. Tất cả các đạo khác không được thường đem vô cái này. Không? Thứ nhất về chính trị anh không có xen vô, đừng có nói tầm bậy. Thứ hai là mê tín dị đoan triệt để, không có xen vào mê tín dị đoan một chút nào hết. Nhà nước cho phép, chính quyền địa phương cho phép thì tôi sẽ xem cái cơ sở mà anh thờ phượng có đúng không. Thờ phượng duy nhất chỉ có ông Thích Ca cầm cành sen và Văn Thù Vô Hiền, lên tiêu chuẩn ở đó thôi thì được đó. Thì rồi anh phải trình cái ban bệ của anh. Cái ban bệ anh có thể điều khiển được không? Thì tôi sẽ cho kết nối. Nó cái luật đầu tiên phải đi bằng luật. Thứ nhất luật an ninh phải cho kịp, triệt để tuân thủ lệ luật an ninh địa phương. Rồi chính quyền địa phương cho mình hoạt động như thế nào, hoạt động đến đâu, hợp pháp. Mà thứ nhất phải có cái bản cam kết thì đây sẽ cho kết nối liền. Kết nối thì một cái tivi thôi và một cái webcam và đà thờ một cái vi tính đủ rồi. Thì nó đúng tốn kém đó. Anh muốn đỡ tốn kém á, có điều kiện đó anh lên cái chỗ mà người ta bán tivi đó thì tôi muốn bán cho anh cái webcam và cái máy laptop rồi đấu kết ta nấu cho. Cái này nó dễ mà, tốn bao nhiêu tiền đâu. Nếu tivi lớn, tôi thấy tivi lớn giờ mà 10 mấy 20 triệu, rồi với cái laptop cũng 10 triệu, webcam 5-6 triệu gì thôi, tổng cộng nhiêu, tổng cộng chưa tới 30 triệu. Mà cái này đó mình được quyền anh em góp lại nha, nhớ được quyền kìa. Còn cái cơ sở của mình mà nói thì hoàn toàn không lấy tiền người ta, tất cả vật dụng đều được quyền anh ta đóng góp cho. Còn cơ sở của anh phải làm tự anh bỏ tiền ra, chứ anh đừng có lợi dụng cơ sở anh 30 triệu anh lấy 100 triệu không được. Cơ sở hoàn toàn phải là tâm tài lực anh làm được cái này thì đây ta điều tra, ta mới kết nối cho anh kết nối. Còn nếu mà anh lem nhem về tiền bạc là dẹp không có được. Cái này là ta cứu anh đi vào trong cái thế giới nhân quả đó. Anh mà làm sai vô thế giới nhân quả nó quật anh chứ không phải tu thiền thông dễ đâu. Muốn cái thì phải đúng cái trong cái quyển số 10 ta nói rồi, tất cả những người xây chùa hoàn toàn không lấy ai đồng nào, mà cái phụ trợ được nha, bên ngoài chùa được, hình này hình kia. Thí dụ chẳng hạn bây giờ đó tôi đang nói đến về con người mù đòi voi đó, thí dụ ai mà giúp đến cái này thì được, nó nằm ngoài cái chùa chứ nó không phải nằm trong cái chùa. Đó,
Rồi hỏi tiếp đi. Phật tử Thiền Tông Phan Thanh Đạt ở Bình Định hỏi: câu thứ nhất, con làm công đức bên ngoài khó quá vì ít người chấp nhận, vậy con góp tiền vào tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu để in sách, để chùa Thiền Tông tặng sách cho người thỉnh sách. Con làm như vậy có công đức không ạ? Việc này có giúp cho con có công đức trong sáng không? Tất cả những người mà kinh sách này được hết. Có nghĩa là làm sao mình giúp người ta hiểu được cái này thì được. Bởi vì còn cái chùa Thiền Tông Tân Diệu nó qua cái giai đoạn xây dựng rồi. Bây giờ bên ngoài thì người ta xây dựng những cái biểu tượng gì thì được, như hình ảnh này cái thì cứ góp được. Chứ cái chùa bây giờ nó đã hoàn chỉnh lâu rồi. Mấy chục năm ta không lấy vụ lấy tiền của chùa. Ví dụ bây giờ người ta xây dựng cái gì đó, nó thuộc về Thiền Tông thì người ta lấy. Mà cái đó phải liên lạc với xây dựng á, chứ tôi không có rớ vô. Vì cái này tôi giao cho bên xây dựng lo cái chuyện này. Thì cái đó lên xây dựng chứ đừng có liên lạc với tôi hoàn toàn cái chùa bích rồi, không có lấy ai đồng nào hết á. Rồi hỏi tiếp đi. Con có tánh lúc nào cũng muốn giúp người khác hiểu Thiền Tông. Vậy cái muốn quả con có sai không ạ? Đúng, không sao đâu. Mình giúp người ta để hiểu này thì rất nhiều phương tiện. Thì trong đó có sách nè, rồi máy nè. Hoặc là như phổ biến những cái phương tiện gì mà cho người ta hiểu về Thiền Tông đó. Nhưng mà có một điều đó, mình đừng có lợi dụng cái này mà lem nhem về tiền bạc, đừng. Ví dụ hồi xưa đó mình có 5-3 triệu để đi cúng này kia, giờ mình đưa vô trong cái này. Nhưng mà làm một cái tâm tông sáng, đừng vụ lợi. Nếu mình vụ lợi thì nó không có tốt. Vô Thiền Tông nó không đúng ý nghĩa thì nó sai. Tất cả vì làm phát triển Thiền Tông và cho dân Việt Nam đừng mê tín. Dân Việt Nam đừng mê tín thì dân trí Việt Nam sẽ lên cao. Thứ hai nữa là con người Việt Nam không là con người có trí tuệ. Thế giới người ta hiểu rằng người ta đến Việt Nam con người không mê tín thì cái đó là danh dự của một quốc gia rồi. Mà hơn nữa Thiền Tông công bố ra tại Việt Nam thì đây là cái điều quan trọng nhất của nước Việt Nam chứ không nhỏ đâu. Kể cả một tôn giáo Việt Nam, đạo Phật Việt Nam duy nhất, đạo Phật Thiền Tông duy nhất công bố tại Việt Nam. Đây là cái danh dự rất lớn. Mà công bố được chính quyền và giáo hội cho phép, đây là cái lượng phước bảo đảm rất thực tế và khoa học. Thì bây giờ mình là người Việt Nam có bổn phận là truyền bá cái này để cho nhiều người biết rằng về sau người ta hỏi chứ Thiền Tông từ đâu, xuất phát từ đâu? Xuất phát từ Việt Nam. Do 36 vị tổ Thiền Tông truyền đi theo dòng Thiền Tông. Nhưng mà nó may mắn nhất là đài VTV2 và VTV4 nó đã làm cái bộ phim Dòng chảy mạch nguồn Thiền Tông rất căn bản, rất mạch lạc và rất thực tế. Đây là danh dự rất lớn cho nước Việt Nam chứ không phải nhỏ đâu. Nhưng mà tôi thấy chính quyền ủng hộ, nhưng mà giáo hội cũng ủng hộ, nhưng mà có một nhiều người trong giáo hội chống đối. Chống đối là cái gì? Chống đối là mấy cái người mà cúng tụng xin xăm quái quẻ, họ chống đối. Chứ mấy người mà trí thức trong Phật giáo không chống đối. Mấy người chuyên môn mà đi nói chuyện kia mà lừa người lấy tiền, họ chống đối. Thứ nhất là đi làm bùa làm phép nè, rồi cầu xin cúng tụng, mấy chống đối dữ lắm. Cái đó thì thành phần đó không nói, bởi vì cái đó là cái bản chất con người mà. Bản chất con người ta lợi dụng đạo Phật để đi kiếm tiền thì ta chống đối, đây là tự nhiên thôi, mình không trách người ta. Đó, mà tôi thấy những người trí thức trong Phật giáo, vị lãnh đạo Phật giáo hoàn toàn ủng hộ cái này, hoàn toàn không có chống đối, là tôi rất mừng thôi. Tôi có cái nhiệm vụ phổ biến và công bố ra cái đạo Phật Thiền Tông này bằng luật pháp và bằng sách vở đàng hoàng. Thành ra tôi làm đúng luật. Thành ra tôi không sợ cái này. Hơn nữa là luật nhà nước cho phép, từ hiến pháp, từ nghị định chính phủ, từ luật tín ngưỡng quốc hội, kể cả bộ luật hình sự nhà nước cũng yểm trợ cái này. Thì tôi thấy cái pháp môn Thiền Tông rất vững vàng, lưu hành tại nước Việt Nam mình. Rồi hỏi tiếp đi. Khi con hiểu Thiền Tông, con nói với củ quyền thất tổ trên bàn thờ nhà con: nay con có pháp môn giác ngộ và giải thoát, của quyền thất tổ nên về đó học để được giác ngộ và giải thoát.
và con không thờ cúng nữa. Con làm như vậy có đúng không ạ? Cái này nó đi qua cái phạm vi mê tín. Chủ quyền là mình thờ tượng trưng thôi, chứ quyền lực mà ổng vào đây là ổng luân hồi rồi. Mình có nói ổng đâu có nghe. Mà mình phải nói vậy nè, mỗi lần mà ấy thì có cúng gì đó mình nói với bà con mình, chứ đừng nói chủ quyền. Nó này là đám dỗ đó. Thì có pháp môn thiền tông này nói trước mặt chủ quyền, chứ chủ quyền nào nằm ở đó. Bây giờ tôi có pháp môn thiền tông là tôi theo cúng, thì cúng đây là cái tục lệ thôi, nhưng chủ quyền không có ăn đâu. Nhưng mà giờ ăn đó là được mình đây nè, ngồi đây ăn là chút xíu cúng ăn nè. Có pháp môn thiền tông này ra đời để nó xóa mê tín dị đoan. Cúng của quyền biết, nhưng mà biết thứ nhất là ông bà cha mẹ ở đây là biết nè, đừng có đi tầm bậy nữa, đừng đi cúng tầm bậy nữa. Nên nghiên cứu cái này, nếu mà cô bác không đồng ý lên mạng xem, hoặc là đến chùa Tân Diệu cứ chủ nhật nào ta cũng trả lời đó, cúng của quyền tại chỗ, chứ không phải cúng quyền ngồi trên bàn thờ. Mình cứ nói cúng quyền trước mặt nè, cúng quyền mình là ông bà cha mẹ anh chị em là nhiều đó là đủ rồi. Mình đừng có đi, đừng có giái trên kia nó sai. Ông ngồi ông cứ rủa của quyền không vô, rồi sư phụ vô sao? Sư phụ vô rồi con hỏi tiếp đi. Phật tử Quế Lan ở Lâm Trạch, Long An hỏi: sao các vị tiến sĩ Phật học như Thích Thịnh Nhật Từ, Thích Lệ Thọ lại xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng của nước Việt Nam ban hành? Vậy các vị này xài luật gì ạ? À? Các vị này không cần luật của chính phủ Việt Nam hay sao? Đúng là người ta tù á, nhà nước sợ mấy ông tù lắm. Thành ra ông muốn nói gì nói, nhà nước không xen vô. Bởi vì nói đúng ra nhà nước ta cũng tôn trọng người tu, thành ra người tu nói gì nói kệ, ông nói. Chứ người mà không tu, không tu ra ngoài nói bị công an hốt liền, ta bảo đảm. Nhưng mà tại vì cái tu, thành ra nhà nước nể thôi. Chứ mà người đi ra ngoài nói tầm bậy, anh không ấy, anh phải người tu ra ngoài lép bép đó, công an nó hút liền. Cái này là tự do tín ngưỡng của người ta mà, thấy không? Nhưng mà thôi, nhà nước cũng tôn trọng người tu thì thôi, nói gì nói, ông muốn nói trên trời đất, ông muốn cúng tụng gì kệ đó. Nhưng mà có một điều á, là giáo hội đã cấm dân sao giải hạn rồi, chặt 50% cái mê tín rồi. Rồi năm rồi thì bằng đốt giấy tiền vàng mã đã cấm rồi, thêm 25% nữa. Rằm tháng 7 này cấm tiếp, rằm tháng 7 này cấm không cho đốt nha, đốt giấy tiền vàng mã có công văn luôn á. Thì tôi thấy là giáo hội rất tốt, đã chuẩn hóa đạo Phật lại, đi đúng với cái quỹ đạo của nó. Tất cả đạo cúng thì nó nằm bên đạo lão. Thì bây giờ giáo hội cấm gì thì rất đúng, rất sáng suốt mà ta cúng cái này. Đạo Phật là gì? Giác ngộ giải thoát, thì mình cứ xuyên vào trong hai cái phần này thôi, chứ đừng nói làm tầm bậy. Lấy gì mình, đạo Phật là tinh hoa nhân loại, mình làm như vậy nó sai, thành là thế giới người ta cười mình. Mà cười ai? Cười đạo Phật chứ đâu phải cười nhân dân. Người lãnh đạo đạo Phật phải là có hiểu cái sáng suốt, hướng dẫn đồng bào của mình, tín đồ của mình đi đúng cái quỹ đạo, xóa mê tín dị đoan. Mà nhà nước hàng năm có chủ trương dẹp mê tín dị đoan mà dẹp không được thì về nhờ giáo hội, thì giáo hội làm vậy thì được. Bây giờ vừa rồi một dân sao giải hạn, rồi năm rồi thì cấm đúc giấy tiền vàng mã, năm nay cấm tiếp. Thì bây giờ trong đạo Phật nó còn mấy pháp môn: gõ mõ tụng kinh còn, ngồi thiền còn, cầu siêu cầu an còn, rồi nhiêu đó hết. Chứ còn cái kia mấy bây giờ bắt đầu nhà nước giáo hội đã cấm mà có văn bản cấm đàng hoàng chứ không phải. Thì tôi thấy giáo hội thực thi trên 60% về tín đề tín ngưỡng thì cũng bất mừng. Rồi câu hỏi tiếp đi. Phật tử Trương ở Mỹ hỏi: tu theo pháp môn thiền tông, khi ký ức hiện ra trong đầu như ký ức về tuổi thơ, ký ức về người thân xuất hiện trong đầu thì phải làm sao? Cái đó là hoài niệm thôi, đâu có sao. Cái đó là tự nhiên của con người, nó từ ở trong cái tàng thức nó phát ra thôi. Giống như trong nhà mình chứa gì lâu lâu mở ra coi thấy vậy thôi, cái đó là bình thường.
đâu đừng quan tâm đấy. Cái đó là những gì nó chứa trong cái tàng thức của mình, nó hiện ra, cái đó chuyện bình thường thôi. Nhưng mà cái chuyện tương lai nè, mình muốn đi về đâu, muốn giải thoát thì phải đi tìm con đường Thiền Tông. Còn muốn lên trời thì con tìm con đường Tịnh Độ. Mình phải hiểu rõ này, đa số bây giờ nó có cái công thức đi hết. Muốn lên trời thì có công thức, muốn lên nước Cực Lạc có công thức, muốn lên trời Thượng Đế, Ngọc Hoàng có công thức, muốn trở về Phật giới đều có công thức đi hết. Muốn làm người giàu sang cũng đều có công thức hết, chứ không phải không. Bởi vì Đạo Phật là đạo học công thức khoa học, mà công thức này nó đi bằng công thức khoa học thực tế chứ không phải mê tín gì đâu. Đây là cái quy luật của trái đất mà. Vì thế mà trong Đạo Phật có nói là anh muốn ăn cay thì anh trồng ớt chứ không khi nào trồng mía được. Anh muốn ăn ngọt thì phải trồng mía, chứ đừng có trồng ngọt mà rồi ăn cay không được. Quy luật của nó vậy. Vì trái đất này nó luân hồi để nó xoay chuyển, nó tạo ra nhân quả. Anh làm nghiệp gì nó sinh ra ngày quả đó, chứ không có chạy thoát được. Vì thế mà Đạo Phật Thiền Tông ra đời để xác định rằng nhân quả làm gì gặt nấy. Trồng lúa gặt lúa, trồng đậu gặt đậu, trồng khoai gặt khoai, chứ không có trồng khoai mà gặt lúa được. Xác định vậy. Rồi câu hỏi tiếp đi. Mời tổ kỹ thuật kết nối cầu truyền hình. Kính thưa Sạt Tả Nghiễn Nhân cùng ban quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng con xin được đọc, phép đọc câu hỏi như sau. Tu thiền diệt ý có lợi và hại như thế nào? Lặp lại. Tu thiền diệt ý có lợi và hại như thế nào ạ? Thế diệt ý này nó đúng ra nó nằm ở trong cái pháp môn 37 pháp quán mà diệt tận định. Có nghĩa cái ý mình phát ra mà mình diệt nó là sao? Tôi suy nghĩ đi. Cái xe mình nó chạy là do cái động cơ nó hoạt động, nó chạy. Rồi bây giờ mình diệt cái động cơ là sao đây? Giờ mình tính sao? Có nghĩa là con ngựa nó đang chạy mà bắt đầu cột cái giò nó lại. Rồi sao? Cái này là do mấy ông thầy tưởng tượng ra, diệt ý, cái ý mình nó phát ra. Máy phát điện nó phát để có điện mình xài mà tự nhiên không cho nó phát rồi sao đây? Là do cái ông thầy. Thì bởi vậy, ông thầy ông tưởng sao ông làm vậy? Ông thầy là ông thầy thứ mấy rồi voi? Nếu ông voi đang chạy, ông nắm cái giò ông kéo lại, ông cho nó chạy rồi sao? Có đúng rồi thôi. Là do ông thầy tưởng tượng ra. Thì bây giờ Thiền Tông ra đời để mà chuẩn lại. Cái ý của người nó phát ra, anh theo nó không theo, ông phát biết nó vậy đó. Rồi thôi dừng lại. Bởi vì trong kinh nó, nếu mà cái ý nó phát ra mình đừng có theo thôi thì nó không ảnh hưởng gì. Giống như cái ý mình muốn mua cái này mà mình không mua thôi, ai rầy mình. Còn nếu mình chặn nó, muốn mua mình chặn nó là gọi là kẹt, không được. Mình bỏ đi, mình để tế nhị. Mà nếu mà nó dụng công cũng không được, mà không dụng công cũng không được. Mình phải hiểu, mình hiểu cái thế giới này nó cứ giới nhân quả. Máy phát điện nó quay để nó phát điện mà tự nhiên mà không cho nó quay rồi sao? Mình dám rút cái tay vô mình kéo cái vòng quay nó lại không? Kéo nó giật mình chết luôn. Nó vì thế mà nhiều người tu, tại sao tu bị điên? Tu sẽ bị bán thân là do cái diệt vọng tưởng nè, diệt ý nè, chết là chết. Mà tôi không nói đích thân ai, nhiều người tu này bị nè. Có nhiều, tôi nói có ông ở quận 8 cũng ngồi diệt ý, diệt riết bây giờ ông điên. Rồi giờ không biết ông đi đâu, nó thì kiếm mà không ra đó. Ông điên đi mất luôn. Thì cũng do, mà do một ông thầy dạy, mà giờ không nói ông thầy nào, mình nói mới lòng ta. Ông biết thì mở cái chỗ dạy thiền, còn ai không biết ông dạy, ngồi bị dẹp vọng tưởng, vậy ý là chết. Nhiều người dẹp vọng tưởng, vậy ý, một không đứng cần máu thì điên, có vậy thôi. Mà điên rồi thì không nhớ đường về, rồi sao? Rồi chết ở đâu, chết bờ, chết bụi, đâu ai biết. Vì thế mà nhiều người, nó thông báo là người tôi bị đi thì không biết đi về đâu. Đi nhờ công an kiếm mà biết đi đâu. Có nhiều khi mới 12 giờ đêm đi ngang cái cầu nhảy xuống có ùm rồi làm sao biết. Thì không biết đi đâu. Chứ không biết ông có chết sống nữa đó, đi mất cái chỗ đó. Nó sai là sai cái chỗ này. Diệt vọng tưởng, diệt ý và diệt tận định. Đúng thì nó được thành thánh la lán, còn không đúng là nó điên luôn. Vì thế mà ta bảo là tu thiền điên là điên ở chỗ này.
không biết ở lên tầm 7. Giống như mình không phải thợ máy sửa xe, đem xe ra sửa, sửa rồi hư mẹ hết rồi. Giờ hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là: con cho người khác mượn sách, thỉnh thoảng con có đến nhà họ hỏi xem họ đọc được đến đâu rồi, sau đó con hướng dẫn họ hiểu thêm, như thế có phải là nhiệt tình quá không ạ? Cái đó là đúng thôi, kiểm thôi. Kiểm nếu mà thấy tốt thì tốt phải thôi, chứ đừng tuyệt đối là đừng có xen vô. Ví dụ người ta hiểu thì cảm ơn khen ta thôi, còn không ấy tôi làm thinh nha. Ta nói bất cứ cái gì làm thinh, chỉ trừ trường hợp họ theo thì mình mới hướng dẫn từ từ là đúng. Còn người ta không theo mà mình có cái phản ứng là không được. Thứ thiền tông, mình có gì làm lơ kể như mình không hiểu gì đó. Mình cho người ta mượn sách là nhờ người ta giải mã thôi. Nhưng mà sự thật mình biết, nếu mà người ta mà giải mã tốt thì mình cảm ơn mấy thôi. Tuyệt đối đừng có chê người ta, nhất thiền tông đừng có chê. Nếu thiền tông mà chê thì coi chừng nó phản ứng kỳ lắm. Rồi hỏi câu khác đi. Tiếp theo, mẹ con không tu thiền tông nhưng cũng hay xem vào các video và bài viết trên Facebook. Mẹ con cũng tụng kinh An Vị Phật vào ngày rằm mùng 1 và các ngày lễ. Khi tụng, mẹ con rất cảm thấy sự an vui kỳ diệu của thanh tịnh thiền. Nhưng mẹ con không tu thiền tông. Thầy cho con hỏi, mẹ con sau này có trở về được dòng tộc không ạ? Cái phần này, cái phần mà coi trên video á, nó phải hiểu chỗ này nè. Cái người mà tu thiền tông coi chừng cái lúc mà lâm chung người ta vui đó, coi chừng cái đó, coi chừng không phải đâu. Nếu mà trong lúc lâm chung mà vui thì coi chừng. Vì thiền tông trong lúc lâm chung không có vui nha, vui là do cái vụ thánh nhập vô đó. Mấy cái người tu tịnh độ vui, sắc cái mặt nó vui, nó sáng trưng, coi chừng, không phải đâu. Mặt sáng trưng là do vị thánh nhập vô. Tức nhất là những người mà xem video có chừng cái chỗ này. Người tu thiền tông phải kiểm bằng cách rất cái gương mặt người ta bình thường. Mà đảnh giải thoát, nên nhớ là đảnh giải thoát trên đầu là giải thoát. Mặt mắt sanh thiên, căn cứ vào hai chỗ này thôi. Nó gương nó sáng vậy thôi. Nó sáng mà nó vui là sanh thiên. Mà thiên này nó không đi lên thiên được. Muốn sanh thiên thì phải có phước đức mới sanh thiên được. Còn không có mặt mắt tươi rồi cô hồn dẫn đi. Nên nhớ cái chỗ này. Đảnh giải thoát lên, nếu mà sức nóng lên đầu thì nó chắc chắn là giải thoát. Mà người ta không có vui đâu, người ta biết người ta không vui. Nhớ tuyệt đối đừng cho vui trong cái lúc mà lâm chung. Lâm chung mấy người thường thường mà tu tịnh độ, vừa rước mấy ông thầy tịnh độ rồi cái mặt nó sáng trưng rồi thua. Lên tịnh độ anh có kiểm tra cuộc đời anh tu theo tịnh độ, anh làm phước được bao nhiêu tiền, bao nhiêu người. Muốn tu giải thoát, muốn tu lên tịnh độ anh phải làm phước cho lớn. Nhà nghe mà có tiền mới tu tịnh độ. Còn thứ mà nghèo được tịnh độ A Di Đà thì thua vô mấy ông thánh hết. Bởi vì cái nguyên tắc mà tu tịnh độ là anh phải có tiền làm phước. Căn bản về giảng sanh anh phải có tiền anh đi là cái phước của anh đó. Còn cái vấn đề mặt mắt sanh thiên là đúng, nhưng mà với điều kiện là anh phải giảng sanh mới sanh thiên. Thiên là trời, sanh lên cõi trời. Thì trên đạo Thiên Chúa gọi là thiên đàng, còn bên đạo Phật gọi là niết bàn thanh tịnh. Nước thanh bàn thanh tịnh là nước cực lạc đó. Mình phải hiểu. Mà cái gương mặt mình mà trong lúc lâm chung mà mình tươi. Tươi có tiền mà trước có bả làm công đức ở phước đức thật nhiều thì có thể thôi nha, có thể đi được. Chứ còn mà nghèo mà tu tịnh độ đừng có mong mặt tươi rồi theo mấy ông thầy hết. Theo mấy ông thầy đi vô làm thánh đó. Bởi vì lúc đó lâm chung là Phật rước mà, Phật nào. Ông tổ U Ba Cúc Đa còn lầm không chưa mình. Tổ Ba Cúc Đa thấy ma còn đi theo mà ở đây mình. Bởi vì tu tịnh độ phải có chừng cái vụ này nè. Bây giờ ông Phật nói rất rõ mà tại vì mình không hiểu thôi. Giải thoát mới đây thôi, giải thoát mới 2 năm nay thôi. Chứ trước biết giải thoát rồi đi đâu. Rồi cái chết
Thầy bây giờ đó tụng một sấp kinh không có nhỏ đâu, 5 triệu người ta mới tụng, mà tụng 3-4 sấp vậy đó. Nếu càng nhiều còn tốt, tôi từ chứng kiến. Một cái ông đó ông tu 25 cái đạo tràng đến mà tụng kinh để giải thoát. Mỗi một đoàn là bao nhiêu? 100 triệu tính đi. Một đạo tràng đến 100 triệu. 24 cái đạo tràng để tu, để mà tụng kinh giải thoát. Có thể tưởng tượng nổi không? Biết bao nhiêu tiền. Mà giờ ai dám nói cái vụ này? Bây giờ giờ tại cái diễn đàn này tôi nói, tôi nghe cho hiểu thôi. Cái thi quy luật vật lý thế giới này nó là vậy. Mới làm cái chuyện nó vô ích rồi đưa ông bà mà đi vào trong cái chỗ mà không tốt. Mà nó lầm lỗi. Rồi bây giờ truyền tông ra đời là chỉ anh muốn tu tịnh độ thì anh phải vào. Giống như anh muốn đi du lịch nước tiên tiến, anh phải có tiền chứ. Cái ngồi đó gõ mỏ rồi năm này tháng kia cái muốn đi mà biểu làm phước không làm. Rồi làm sao? Làm sao có cái phước? Tạo phước mới có tạo đi được. Đó mình phải hiểu này. Thành ra nên nhớ rằng đảnh giải thoát lên thì kiểm tra. Nhưng mà cái này là mình biết cái người mà tạo công đức, cái thời gian mình biết bao nhiêu, không cần nhiều, ba người được rồi, vẫn về được. Thấy không? Còn cái vấn đề mình nhờ mấy ông thầy cúng để mà giải thoát coi chừng, nó sai cái này. Ở đây, ở trong Nam, ở ngoài Bắc không biết sao, chứ ở trong Nam rẻ nhất 5 triệu một sắp cúng. Khoảng mấy chục phút thôi. Tôi quen rất nhiều người chuyên mà làm cái nghề này, cúng chuyên môn làm nghề này. Mà thôi chuyện của người ta làm, tôi nói cho nghe thôi, chứ sự thật ta không biết tôi nói cái gì. Rồi, nói về hỏi, chú ý nên đặc biệt cái tu cái tịnh độ này coi chừng. Anh tu tịnh độ không ai ép anh, dưới điều kiện anh phải có tiền. Trước mắt anh phải làm phước. Trước mắt anh phải có làm phước thật nhiều. Rồi sau đó mới tới nói chuyện giảng sanh. Giống như giờ mình muốn đi du lịch ở đâu á, thì trước mắt anh có tiền rồi anh mới ham muốn đi được. Chứ anh ham muốn mà không có tiền thì sao làm chuyện vô ích. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo, người có công đức tự họ bôi đen do chấp ngã, và người có công đức trong sáng nhưng bị vị thần bôi đen, thì tỷ lệ được trở về Phật giới của bên nào sẽ cao hơn ạ? Bây giờ công đức bôi đen không công đen gì. Ở thế giới này nếu mà đã tạo công đức, thí dụ như người đó mà 90 tuổi người ta chết đi, thì từ 70 tuổi, 80 tuổi người ta bôi hết. Mình không bôi, ông thần cũng bôi. Để chi? Để cho nó lưu thông được trên cái thế giới vật lý này. Vì công đức nó không có lưu thông được thế giới này. Nếu có công đức nó lưu thông được. Vì tất cả xung quanh chúng ta gọi là người âm, thấy công đức nó né ra, thì nên mình không sinh hoạt được. Vì thế phải bôi đen để cho nó giống như bóng đèn sáng, nó sưng đen để cho đừng phát ra ánh sáng vậy thôi. Rồi chừng nào gần mãn đó, thì ông thần mình tạo nữa, rồi ông thần không bôi để chi? Để cho thấy đường về. Còn số công đức mà đã bôi đen để đó đi vào trung tâm vận hành luân hồi, nó mã hóa ra, công đức nó trở về công đức nhiều ít là do cái trở về cái trung tâm vận hành luân hồi, rồi trở về Phật giới mang một kim thân Phật, một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh đó, lớn nhỏ là cái này nè. Thì mình hiểu bây giờ đó, mình mới hiểu thiền tông ra đời nó nói rõ ràng từng giai đoạn ở thế giới này như thế nào, về Phật giới như thế nào, thì ta nói rõ ra, gọi là tất nhiên ta nói trắng ra mà. Vì thế mà nói trắng ra thì nó mít lòng đối với những người mà ta chuyên môn về tu cõi âm. Mình thấy hiểu thế giới này nè. Cái người tu á, mà mặc cái áo trắng là muốn tu lên trời á, nó còn nằm thôi. Mặc áo đen là muốn tu ở đây nè. Mặc áo đen là muốn tu ở thế giới này. Mặc tu âm mà. Đen là âm, tu theo âm. Dương mặc áo trắng. Muốn làm thần mặc đồ đỏ. Cái căn bản nó vậy. Muốn trở về Phật giới phải mặc đồ vàng. Nó phải đúng cái căn bản của nó đó. Cái luật quy luật trên đất này. Nhưng mà vàng thì anh phải đúng cái vàng của anh. Âm lời cái đồ vàng mà anh lừa người ta thì nó có cái nhân quả của đồ vàng. Bởi vì tôi thường nói là mặc đồ đen thì nó nhân quả theo đồ đen. Mặc đồ vàng nó nhân quả theo đồ vàng. Mặc đồ trắng nhân quả theo đồ trắng. Thế giới này nó là vậy. Thấy không? Còn tôi nói là cái thiền tông này nó tượng trưng cho cái màu nâu.
tự làm mà ăn à, chứ không có lấy tiền của người ta. Mình tu là tu cho mình, chứ không phải tu cho người ta, mà lấy tiền người ta là mình coi chừng. Vì thế thiền tông phải mặc áo nâu. Áo nâu là tượng trưng cho lao động. Và áo nâu tượng trưng lao động nó không có dơ. Áo trắng cũng dơ, áo đỏ nó cũng dơ, áo đen thì nó âm sẵn rồi, không cần nói. Phải hiểu cái phân biệt của nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Người tu thiền tông có công đức do vị thần bôi đen, và người tu thiền tông có công đức bị bôi đen do chấp ngã. Trước khi mất, hai trường hợp này sẽ được báo trước khoảng bao nhiêu ngày? Cái này đó, nó bôi mình bôi hay không, thần bôi gì, nó phải về trung tâm vận hành nó mới ra được. Vì trung tâm vận hành là cái gì? Là cái nơi vật lý nó không quay. Vì thế mà điện âm nó về âm, điện dương nó về dương, thì nó mới trắng ra, nó trắng ra nó mới hiện hình là cái công đức. Bôi đen không thành vấn đề. Phải hiểu quy luật này, cái mình phải hiểu cái tam giới này nó đang quay, giữa cái tam giới không quay, chính cái nơi đó là không hút âm dương. Vì thế mà trung ấm thân vào trong đó thì cái âm dương nó bị tan rã ra. Âm dương là âm là nó nén vào cái tội lỗi và cái ác. Dương là nó nén vào cái phước đức. Vô đó phước đức ác đức gì trả về cho thế giới này hết. Thì nó hiện hình ra tánh Phật và công đức mới còn tồn tại thôi. Nó phải hiểu vậy rồi cái sau này mới trở về Phật giới. Về bên đó mới định hình ra ngôi nhà pháp thân và một kim thân Phật. Kim thân Phật, tánh Phật ẩn vào kim thân Phật này, mang một kim thân Phật di chuyển trong tam giới. Phải hiểu thế giới nó vậy. Bên này gọi là di chuyển bằng lực hút điện từ âm dương, bên kia di chuyển bằng lực đi của điện từ quang. Mình phải hiểu, hiểu thế giới này nó vậy, nó hai cái cực. Một cực bị lực âm dương mà một cực được di chuyển thôi, không bị lực hút mà nó được quyền di chuyển. Bị nó bằng điện từ mà. Ở đây điện từ nó di chuyển là một giây 900.000 cây số, điện từ âm dương á. Còn bên kia điện từ quang nó gấp 3 lần. Đi mình tính đi. Vì thế mà từ tam giới này qua tam giới kia một niệm là tới rồi. Giống như mình ở đây nửa vòng trái đất alo thì bên kia nó đã nghe rồi. Thấy không? Trái đất này là 40.075 cây số, mình cắt đôi ra đi thì 20.030 cây số. Mà mình nói trong mở miệng ở đây đã nghe rồi. Ở đây alo bên kia vẫn nghe rồi. Đó, phải hiểu cái quy luật đi rất nhanh như vậy. Vì thế mà những người mình mang thân tứ đại thì chạy có 15-20 cây số giờ thôi, còn nó mang điện từ nó đi 900.000 cây số một giây chứ đâu ít đâu. Đó, mình hiểu cái thế giới này nó vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Tại sao con người hay thích cúng và cầu xin người khác ạ? Thì cái này bởi vì ta ông Phật có nói là con người là 10 phần mê muội cả 10. 10 phần người nào cũng mê hết. Thì nghe ai nói vậy làm lấy. Giờ thiền tông ra để nói là cho hiểu. Thí dụ bây giờ thiền tông ra ai, bây giờ tất cả những người nghe thiền tông còn đi cúng nữa không? Hoàn toàn không có. Thiền tông có đi lại cô hồn không có lại. Rồi. Thì ra nó chuẩn là vậy. Vì thế mà ông Phật nói là 10 phần mê muội cả 10. Ông thương chúng sanh là vậy, thương con người là vậy. Vì thế mà nghe ai nói gì cũng tin, nghe nói cái gì cũng tin, cũng không. Bởi vì con người tu thiền tông anh phải có cái tiêu chuẩn. Trí óc phải sáng suốt, hiểu cái gì phải hiểu thực tế và khoa học mới là gọi là người tu thiền tông. Còn người tu vật lý thì thôi, người ta muốn tin chịu chuyện của người ta. Bởi vì luật không có cho xen vào cái luật tín ngưỡng của người khác. Ta tin cái gì chuyện của người ta. Còn thiền tông ra đời nói trắng ra được luật pháp bảo vệ rằng anh nói bằng thực tế và khoa học. Đừng có mê, đừng có dây. Vậy tôi khuyên thiền tông đừng có rủ ai tu hết. Nên là đừng có rủ. Có một sách cho mượn thôi. Rồi khen người ta, ta giỏi khen người ta thôi. Chứ đừng có rủ, tuyệt đối đừng có rủ. Mình rủ là khác, mình rủ. Mình rủ mà nếu mà người ta âm quá, ta phản ứng lại. Nên là tất cả những người mà ở trong trái đất này mà đưa bất cứ cái gì cái thiền tông mà ra mà rủ, nó phản ứng liền. Tất cả những ông thầy xem bói hay cúng tụng mà đưa quyển sách thiền tông không dám đọc. Tôi đã nói rồi, nói trong quyển số 5, không dám đọc cái lá thứ 3 nữa.
ai đi khai thị thiền tông dám đọc, mấy ông thầy nào dám đọc tới quyển số 3, rồi lá thứ 3, trang thứ 3 thôi, hoàn toàn không dám. Vì cái khai thị thiền tông nó có cái lực mạnh, bởi vì mở mà mở, khai thị là khai để chỉ cái thiền tông này. Nó mạnh lắm chứ không phải, cái quyển số 5 mà, coi nó đơn giản cho là khai thị thiền tông. Là nó khai bút luôn. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, thưa bác, con nghe bác giảng, con đã hiểu thực vật cũng có Phật tánh làm sự sống, và thực vật không phải là nơi trả nhân quả của con người, trừ những trường hợp làm hoa báo. Vậy Phật tánh nào vào cái cây như thế nào? Xin bác giải thích cho chúng con hiểu ạ. Bây giờ khoa học văn minh lên rồi mình mới giải thích cái này, chứ ngày xưa mà chưa văn minh giải thích này giải thích không được. Bây giờ mình thấy nè, tất cả những bóng đèn mà nó gắn li ti nó là cái gì? Nó là điện. Mà nếu mà nói điện về thì làm sao nó bao lớn? Ví dụ cái điện bóng đèn 500W, 300W, còn cái kia nó không tính là watt được, mà nó tính là milliohm, có nghĩa là nó sức sống của cái điện thôi, nó nhỏ thôi. Nhưng mà cái sự sống đó chính là tánh Phật trong đó. Bởi vì tánh Phật là sao? Tánh Phật là một cái nguyên tử thôi, một nguyên tử sáng thôi. Mà nó đi vô đâu, vô bất cứ đâu nó vẫn sáng. Bởi vì nó vô con vi trùng vẫn phát sáng. Nhưng mà nếu mà nói tánh Phật là không đúng, vì nó quá nhỏ. Mà nếu nó không phải tánh Phật là cái gì? Giống như sợi dây điện bây giờ, nó sáng hỏi với cái đó phải là điện không? Nếu nói điện thì nó không đủ tiêu chuẩn của một cái bóng đèn. Mà nếu nó không phải điện, không phải điện, tại sao nó sáng? Nó khó giải thích cái này. Vì thế mà khoa học nó lên rồi, mình xác nhận đó là tánh Phật đó. Nhưng mà tại vì cái nghiệp nhân quả nó đi vào trong cái nhỏ quá đi. Nếu mà nói gì trải nghiệp không đúng, mà nếu mà nó thọ nghiệp không đúng, nhưng mà nó chính là sự sống, chữ sống gọi là tánh Phật đó. Mà nó muốn đi vô á, thì tất cả những người mà nói thật, những người mà tu mà lợi dụng đạo Phật, đầu tiên đi vào thực vật là đi vào cái loài này nè, loài nhỏ nhất, rồi cái loài sống mà có cây cỏ hoa lá thấp nhất, rồi dần dần. Bởi vì tại sao ông Thích Ca đó, ông lừa người ta có 20 năm thôi mà ông sống gần 2.5 tỷ năm. Ông đi từ đâu? Đi từ cỏ cây hoa lá lớn đến một cái cây cổ thụ, rồi mới đi trở về loài người được. Luân hồi mà. Đầu tiên nó nhét mình vào trong cái mà nhỏ nhất, nó để rồi từ từ nó đi lên, nó phát triển ra. Nó phát triển từ cái ánh sáng mà ra cái cây. Cái cây nó thành hồn cây. Hồn cây bắt đầu nó mới thấy được. Nó thấy được rồi nó muốn trở về Phật giáo. Nó trở về làm người. Nó phải đi theo cái quy luật luân hồi này nè. Mà bây giờ có điện thì mình mới giải thích được này. Không có điện không giải thích được này đâu. Mà bây giờ giải thích này giờ nói làm sao giờ? Nếu mà nói tánh Phật không đúng, mà nếu nó không phải tánh Phật tại sao nó sáng? Nếu mà nó có điện, nếu nó có điện thì tại sao tôi rờ nó không giật? Bóng đèn đâu có giật đâu, có mấy milliohm không có giật. Giật nó thể là mấy trăm vô, mấy mình ở đây thì xài điện 220 phải là 170, 180 nó mới giật, cứ năm thấp nó cũng không giật nữa. Nó không đủ sức nó giật. Mà còn kia nó mấy milliohm, milliohm chứ còn nhỏ, cái có nghĩa là thật nhỏ. Vì thế mà thật nhỏ người ta mới dám đưa cái điện vô trong người nội soi được. Chứ đó là điện. Chứ mày đưa nó không có milliohm mà đưa vô nội soi nó giật ta chết làm sao? Ha. Đó, tất cả những gì sự sống ở đây, cứ khái niệm rằng sự sống đó là tánh Phật. Tánh Phật vào ở trong cái nhỏ nhất để là trả nhân quả. Mà trả nhân quả này thì bởi vì cái thời gian mà trả nhân quả loài thực vật rất dài. Tính cái đơn vị là tỷ năm. Còn mình ở đây trả con trâu, con chó, con bò và tính hàng năm. Còn ở dưới nó tính hàng tỷ năm. Trái đất 18 tầng có 18.000 năm thôi. Con số rất nhỏ, 18.000 năm. Đối với cái thế giới này rất nhỏ. Còn đối với không gian còn nhỏ lắm. Thành ra bây giờ câu hỏi này thì phải là người văn minh lên thật cao mới chứng minh được rằng sự sống muôn loài là tánh Phật, phải căn bản vậy thôi. Còn mình nói thiền tông nói là trả nhân quả là nói bằng cái thành tựu lớn của tánh Phật. Rồi hỏi tiếp đi.
Tiếp theo con xin đọc. Con năm nay 73 tuổi, con được truyền thiền cách đây 3 năm. Dạo này thỉnh thoảng con có hiện tượng mới, đi ra khỏi nhà và khoảng vài trăm mét, bỗng tự dưng mất phương hướng, không nhận biết đường về nhà mình nữa, và cũng không biết mình đang đứng ở đâu. Phải mấy phút sau thì con mới nhớ lại được. Vậy xin thầy giải thích cho con hiện tượng này là sao ạ? Cái hiện tượng này là giờ mình tu, mình cứ thanh tịnh, cứ tu thanh tịnh. Bởi vì nó chết là do cái thanh tịnh. Cái tánh Phật mình thanh tịnh thì mình, ta tưởng mình bắt mình tu thanh tịnh, không phải. Thanh tịnh thì của mình cứ để nguyên. Bởi vì mình thanh tịnh thì mình chồng theo cái thanh tịnh, nó quên, nó mất liền. Có nghĩa là mình tu, mình thanh tịnh là mình hiểu rồi thôi. Mình việc nhà mình phải nhớ làm việc nha. Bởi vì người ta tưởng đâu người ta buông. Thứ nhất là nhiều người lớn tuổi rồi đó, việc nhà không lo là cứ ngồi đó buồn, không có đem vô sao vậy? Ví dụ bữa nay sắp xếp gia đình gì á, buồn hết không đem vô, rồi làm sao nhớ? Thì đi ra đường nó quên rồi, nó sai, cái này là do tu sai. Có nghĩa là người ta biểu đừng có dính gì hết á. Có nghĩa là mình làm mình nhớ, còn nếu mà nói về trí óc lão quá đó, thì mình làm cái lập cái bảng lập trình, gọi là cái biểu đồ á, bữa nay làm gì ghi vô làm sao quên. Còn đi ra đường mà cứ nhớ nhớ cái thanh tịnh hoài thì điên hơi, đúng rồi, không nhớ đường về nhà, đúng rồi. Chết là chết cái tu thanh tịnh thiền nè. Tưởng đâu mình tu thanh tịnh ra đường, bởi vậy có nhiều người ra bị xe đụng là sao? Ra đường cứ thanh tịnh đi mà không nhớ cái xe ta đang chạy, đuối ra nó đụng, dằn chết là phải rồi. Phải hiểu, phải nghiên cứu cho kỹ. Cái nhiều người ta chết vì cái thanh tịnh thiền này nè. Có nghĩa là biết là cái tánh Phật của mình nó thanh tịnh, biết nó vậy thôi. Thì mình có lo làm ăn đi ra đường, đi tới đâu nhớ về. Còn này quên, thanh tịnh luôn, quên, không nhớ đâu về. À, cái này là tu sai, chịu khó xem lại. Hoặc là có những câu hỏi như ngày hôm nay hỏi để cho nhớ. Tự mình nhớ rồi nhắc nhở người xung quanh nhớ. Để chi? Để cho nhiều người biết rằng vô cái này thì coi chừng nó sai. Mình mà không hiểu, mình không, mai là hỏi thì ta nhắc cho nghe, không ấy cứ để hoài rồi mai mốt rồi đi hoài, đi rồi không biết nhớ đường về đó. Nếu ở nhà có người đi kiếm rồi, con cháu không có làm sao đây, đi luôn. Rồi, thứ nhất mà không đem chính minh dân dân theo rồi, ta biết đường đâu, ta dẫn về. Rồi, hỏi tiếp đi. Tiếp theo là như thầy nói tu thiền tông là không nên cho người khác biết. Nhưng con đã có vợ, phải chung sống với vợ con. Con không thể giấu mình đang theo thiền tông. Vợ con thì không hiểu về thiền tông, nhưng vợ con thấy con vẫn bình thường nên không có ý kiến gì. Vậy việc con nói cho vợ con biết là mình đang theo thiền tông là có nên không? Và nếu phải giấu thì con thấy rất khó. Mong thầy hướng dẫn con ạ. Bây giờ vậy nè, anh có cuốn sách á, anh để cho bạn nghe, tự động cho đừng có nói vậy nha. Ê, anh có thể nói vậy nè, tôi có cuốn sách này hay quá, bà coi, bà dạy tôi, bà hiểu gì rồi vậy, dụ bà. À, nếu bà coi, bà góp ý vô thuận thì bắt đầu phát triển, còn bà chê làm thinh, rồi. Có nghĩa là không lưu dấu vết, chứ không phải... Bây giờ anh biết tu rồi anh thấy hay quá anh khen anh ép bả coi chừng, bả mà chuyên môn cúng lên coi chừng đó. À, nó quật ra liền. Cái này có nghĩa là không phải cho biết, nhưng mà cũng phải cho bả biết ở cuốn sách này hay tu coi và bà coi thử coi nó làm sao. Mình dụ vậy thôi. Đừng ép bả. Nếu bà ok thì theo, không ok thì bắt con gà làm thịt luôn. À, đừng có khoe là khoe cái này. Nó chứ vậy thôi chứ đâu phải không cho biết. Bởi vì mình đến với người ta bằng cái tự nhiên. Tôi thấy cái này hay, kêu bà làm sư phụ đi, và bà làm ơn bà đọc, bà giải thích cho tôi nghe. Bà mà bà giải thích cho mình là tất nhiên là bà sư phụ mình đó, là vô tình mình dẫn bà đi vào cái thiền tông hồi nào bà không hay. Còn thí dụ mình hiểu hay quá mà ép bà, rồi coi chừng, đừng có làm cái này. Có nghĩa là không lưu dấu vết là cái chỗ đó đó. Đã mình hiểu rồi thì đừng có nói gì hết. Mà nếu bà lỡ bà hiểu thì thật làm ơn phát triển. Cái đó là cái vận động thuyền mà, thì phát triển rất tốt. Không lưu dấu vết đối với người
âm không biết, còn cái người mà ta đồng ý theo thì mình giúp người ta. Phải tế nhị như vậy, chứ không phải là mình giấu hẳn. Làm sao giấu hẳn, gia đình làm sao giấu. Mua mấy cuốn sách về để bàn đó, bà muốn nghe, bà muốn dồn, bà làm. Bà nằm ở trong cái bà đọc một hồi bà chê, đem giấu liền mấy cuốn sách này. Thấy không? Còn không chê thôi, để đó cho phát triển tiếp. Bởi vì trong gia đình anh để sách rồi bạn bè nó tới, nó nhìn thấy, thấy nó khen thì tiếp tục giúp, không khen thôi. Cứ để tích cách tự nhiên vậy, hỏi sao đó, người ta cho tôi mượn, tôi mới để là chưa coi vậy thôi. Đừng nói gì hết. Rồi hả, tiếp đi. Tiếp theo là như thầy nói, người hiểu được pháp môn thiền tông có hai dạng người. Một là có công đức sẵn, hai là được Đức Phật A-di-đà thọ ký. Ở đây con muốn hỏi về phần Đức Phật A-di-đà thọ ký ở Tây Phương Cực Lạc. Vì sao ở Cực Lạc có người được ngộ thiền tông, có người lại không ngộ thiền? Xin thầy giải thích rõ giúp con. Ở nước Cực Lạc, tiêu chuẩn người nước Cực Lạc lên đó là hướng sung sướng tột cùng. Một tháng có một ngày học giáo lý đạo Phật thiền tông. Thì tập trung đó ai học không học thôi, chứ không phải bắt buộc người ta học. Trong cái đám mà học giáo lý đạo Phật thiền tông, nếu có người nào ngộ tánh thì Đức Phật A Di Đà mới dẫn, khi mãn số đó mới kiểm thiền nha. Hết tuổi thọ trở về thế giới loài người kiểm thiền, dẫn đao sen kiểm thiền, mà kiểm ổng nhổ đưa cái cành sen đưa và này người mỉm mỉm cười làm thơ làm từ vậy trình cho ổng, thì ổng mới xác nhận rằng qua khai kiến Phật ngộ vô sanh. Thì ổng nói thôi bây giờ về nè, cái tuổi thọ nó đã hết rồi, nhưng mà về thế giới Nam Diêm Phù Đề này thiền tông chưa được công bố ra, thì ổng được quyền giữ lại, đợi khi nào thiền tông chuẩn bị công bố ra thì ổng mới trở dẫn trở lại Nam Diêm Phù Đề cho thọ thai gần cái nước mà công bố quyền ký. Bây giờ công bố Việt Nam thì người đó phải là người Việt Nam, chứ người Mỹ, người Tây, người Trung Quốc không biết được. Nó sanh đó rồi khi lớn lên thì nghe tới thiền tông, thì người ta đến người ta tìm hiểu rồi sau đó ta tạo ra công đức, biết đường tạo công đức ta về. Đó cái luật nó là vậy, thấy không? Có vậy thôi. Mà người nào mà ngộ tánh á, thì ông Phật mới A Di Đà mới giữ, ông mới cho ưu tiên ở là giữ hết tuổi thọ rồi, là có nghĩa là anh không còn tiêu chuẩn sống đây, nhưng mà nhờ cái ngộ thiền cho anh ở đây anh án một thời gian. Khi nào quyền ký công bố ra, quyền ký công bố ra chứ chưa còn, chứ mà thiền tông chuẩn bị cũng không được, bởi vì nó phải canh cái tuổi. Canh tuổi tới đó anh 20 tuổi 30 tuổi anh tiếp nhận được cái này, chứ mà còn nhỏ quá không được, hoặc nó đi qua không được. Thành ra ông ưu tiên cái này thôi, nó thực hiện là nguyên tắc đấy. Còn ở đây ví dụ mà mình kiếp trước mà mình tạo công đức mà bị bâu đen mà mình không được về đó thì phải đợi. Chỉ có hai trường hợp, một là mình ở A Di Đà mình xuống, hai là ở đây mình phải có công đức, đó là vậy thôi. Có hai trường hợp thôi. Vì cái tiêu chuẩn A Di Đà nó có một tháng có một giờ học về giáo lý đạo Phật thiền tông, mà trong đó có cái, nó có cái khoa gọi là kiến tánh, học được cái khoa kiến tánh này. Giống như mà mình đi trường thì trong bác sĩ hay kỹ sư gì đến chuyên khoa đó. Mình học đạt được cái chuyên khoa đó thì người ta sẽ giữ mình. Còn nếu không có thôi cho đi trở về trớt vớt luôn. Rồi hỏi tế bi. Tiếp theo là như thầy nói, mình đủ công đức thì vị thần thừa hành sẽ thực thi nhân quả cho mình trở về Phật giới. Vậy vị thần thừa hành có công đức không ạ? Không, ông này là làm lương, giống như công chức nhà nước ăn lương với công đức gì, nhiệm vụ ông phải làm thôi, thấy không? Ông là cái người có nhiệm vụ phải làm cái việc này thôi. Ông giống như ông là người gác cửa. Bây giờ đó, cái tiêu chuẩn được đi ra, đi xuất ngoại đó, thì ông mở cửa cho đi ra. Còn nếu mà không có cái tiêu chuẩn xuất ngoại, thì ở trong này, thì ông điều hành theo kiểu trong quy luật vật lý thôi. Đó, giống như ông là người điều hành, thấy này, đủ tư cách đi ra nước ngoài, rồi mở cửa cho đi ra, vậy thôi. Chứ ông có công đức, cái nhiệm vụ cũng làm vậy. Ông nhiệm vụ cũng làm, và nhiệm vụ của ông thôi, chứ không có công đức. Cái này là ông có công đức vậy.
công đức là giúp người ta hiểu cái này gọi là có công đức. Còn giúp dân ông này ông điều hành có gì đâu công đức. Rồi hả tế vị. Tiếp theo là thiền tông mà lập bè phái, nói xấu người nắm mạch nguồn và phổ biến pháp môn thiền tông thì có ảnh hưởng gì đến con đường trở về Phật giới không ạ? Bây giờ nó có hai cái trường hợp. Cái người mà kêu bằng triệt phá cái thiền tông này nè thì nó đi qua cái hầm 10 tỷ năm. Còn nói xấu không ăn thua, nói xấu nó theo nhân quả nặng nhất là xuống cái tầng 18 thôi. Triệt phá mới qua cái khỏi tầng 18, nó bước qua phần 19 nó mới lọt vào cái hầm 10 tỷ. Nhớ là triệt phá mới bị thôi. Quyết chí triệt phá dẹp cho được cái này. Thì tôi đã từng nói là hiện giờ có mấy ông đó. Thứ nhất là ông Nhật Từ, ông Phước Tiến, ông Lệ Thọ, cô Yến đó. Bây giờ nó xuất hiện một ông là gì, Phúc Ân đó, là nằm trong năm cái dạng này, năm cái dạng triệt phá thiền tông đó, Phật tới cùng luôn á. Và tôi biết là năm người này thì nó đủ trong năm người mù rồi voi rồi đó. Người nó ôm con voi thì nhào xuống thì biết. Còn những người mà công kích không thành vấn đề, triệt phá triệt để, có nghĩa là quyết chí phá cho được cái thiền tông này. Và hiện giờ có năm người đó, ông Nhật Từ, Phước Tiến, Lệ Thọ, cô Yến và Phúc Ân. Năm người đủ tư cách giữ con voi này nè. Đó, năm người này là mới đi vào cái hầm 10 tỷ á. Còn vấn đề mà chửi lộn, ôi xuống tới 18 thôi, 18 ngàn năm trở lại thôi, không có gì. Còn nếu mà ông thầy thì vô rừng chơi mấy tỷ thôi, không sao đâu. Vô rừng thì nghe cây thông nó reo cũng vui chứ. Kêu bằng thông Đà Lạt hay lên Đà Lạt nó reo vui lắm. Ở đó cũng vui, không thấy buồn đâu. Vô làm thực vật vậy mà vui á. Còn khái nghe tiếng đờn ca thế đó. Triệt phá thiền tông mới có chuyện mà vô hầm 10 tỷ thôi. Còn vấn đề mà công kích này cái chuyện nhỏ thôi, không lo. Cao lắm là 18, hầm 18, 18 ngàn năm. Hoặc vô rừng nghe cây thông nó la chơi cho nó vui thôi. Cái gì ở thế gian nó buồn, vô làm rừng nó còn vui đó. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo là những vị đứng ra lập các nhóm thiền tông để tổ chức giải đáp, chia sẻ thiền tông cho người khác, người chưa biết, thì những vị này có công đức không ạ? Bây giờ đó đúng ra đó, mình hiểu rồi mình chia sẻ người ta mà cho đúng thì có công đức. Mà mình nói tầm bậy là mình chẹt, nó không có đức mà nó ác đức luôn á. Vì nguyên tắc mình hiểu chữ mình đi dạy người ta mà cho đúng, còn mình cũng hiểu chữ rồi mình dịch cái chữ nó sai là mình từ ác đức. Mình phải coi chừng cái này. Nói đúng có công đức, nói sai bị ác đức. Nên nhớ một điều, cái dao cầm cái cán chặt đứt, còn cầm cái lưỡi chặt thì mình tự mình đứt. Muốn cái nào, liệu cơm gấp mắm, liệu sức mà nói với người ta. Mà đa số tôi thấy hiện giờ đó thành thánh nhiều lắm, Phật gia thành thánh nhiều lắm, nói chuyện trên trời dưới đất, lên trên mạng nói ta xưng thành Ngọc Hoàng Thượng Đế, nó thiền tông và bắt đầu thành rồi đó. Bây giờ trên mạng có nhiều người xuất hiện, mai mốt có người hỏi tôi nói nha, bất cứ ai hỏi đúng người nào tôi nói là tôi phân tích cho nghe, chứ tôi đã thấy rồi. Có nghĩa là mình hiểu mình nói người ta thì tốt, nhưng mà điều nữa là lặp lại, một lần một chứ không phải một lần một là ba, không được. Phải cho đúng thì mình mới có công đức. Nó họ lệch sai. Bởi cái thiền tông này không hiểu mà đi sai một cái là nguy hiểm lắm. Giống như kiểu mình lái xe, anh biết lái xe anh chạy rất tốt, mà anh không biết lái xe thì trụ điện đó, anh hung trụ điện là anh chết đó. Anh chết không nói mà cái trụ điện chết luôn á. Tội nghiệp cái trụ điện luôn á. Hỏi tiếp đi. Tiếp theo là những vị hay nói pháp và những vị thường hay xuất ra thơ kệ để giúp cho nhiều người hiểu về thiền tông thì những vị này có công đức không ạ? Bây giờ kệ lưu xuất thì tôi có nói rồi, tánh người thì hai loại kệ, có hồn là một, xuất cái nào? Xuất bằng tánh Phật thì tốt, tánh người dẹp, có một tánh Phật thôi, tánh có hồn dẹp.
thì mình phải hỏi cái kể này xuất từ cái nào, tánh Phật, tánh người hay là tánh của hồn, là cái đó nó do cái lưu sức kể này nè. Chứ mình đừng có nói đi ra ngoài đừng ngâm riết đã rồi tự hỏi gì của hồn không có là chết mình đó. Rồi khúc đó nó nhiễm mà, thứ nhất nó nhiễm một cái đó là mình không khó phân biệt cái này lắm. Bởi vì cái diễn đàn người ta nói là tánh người, tánh Phật và tánh của hồn xuất cái nào, cho đó là tự mình biết. Còn nếu muốn tôi kiểm thì phải cái câu kể lưu xuất ra rồi tôi chỉ cho, chỉ cái này là cái này ở đâu. Chứ mình tối ngày cái xuất theo kiểu của hồn rồi hoài thì chết rồi dài bự rồi mai mốt rồi đi lang thang nói tầm bậy tầm bạ đó, rồi sao đây đó, thành ra phải hiểu. Chứ còn bây giờ nói vậy thì nói bông lung, nhưng mà tôi nói căn bản tánh Phật nói thanh tịnh, tánh người khoe khoang, tánh cô hồn quá khứ vị lai, nó vậy đó. Căn cứ vào ba cái điểm này, cô hồn thì quá khứ vị lai, con người thì khoe khoang, tánh Phật thì nói chân thật. Rồi hỏi tiếp đi. Chúng con hiện tại đã hết câu hỏi, chúng con xin chân thành cảm ơn soạn giả cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu ạ. Câu hỏi tiếp theo của một vị ở Đà Nẵng, câu hỏi như sau: trong 37 pháp quán của các vị tu tiểu thừa thành tựu nhĩ căn viên thông của các vị A-la-hán và nhĩ căn viên thông của Ngài Quán Thế Âm Bồ-Tát có sự khác biệt hạnh nguyện không? Cái nhĩ căn viên thông này là nói nó thông suốt ở trong cái thế giới vật lý này thôi. Một là để quan âm, là để cứu nạn cứu khổ. Còn cái ở người thế gian này là để đi khoe tài, khoe danh, là nó khoe danh ở đây nó thuộc về cô hồn. Cái mà nhĩ căn viên thông của quan âm đó là tầm thinh cứu khổ, nó khác. Còn ở đây khoe danh là của cô hồn, thì tùy theo. Thì tôi chỉ phân tích vậy thôi, chứ còn sử dụng như thế nào tôi không biết. Nhưng mà làm người nhĩ căn viên thông để làm gì? Thì sẽ đi khoe là dính với cô hồn. Mình đâu có cái tư cách mà tầm thinh cứu khổ. Tầm thinh cứu khổ là nó có cái năng lực, nó nằm thuộc về phạm vi của thiên á, có trời mới làm được cứu độ này. Còn mình không có được thôi bỏ đi. Rồi mình sử dụng giống như mình chuyên nghiệp á, mình vô cái đạp hát mình hát á thì ta nghe. Còn mình không chuyên nghiệp không vô đạp hát thì ra ngoài đường hát gì thì người ta nói mấy này điên, hát dạo cũng là điên, thấy không? Mà mình cho mình hay nó rồi thở thành nó điên thiệt. Thì người ta đang ấy cái mình ra đường mình đứng ra múa chân múa tay hát thì không có điên là gì, nó riết nó quen rồi thành nó điên vậy thôi. Mình phải hiểu sử dụng cho nó đúng thời đúng lúc. Thế gian này làm những cái chuyện đó thôi, muốn ca thì phải vô cái sân khấu ca, chứ đừng ra ngoài đường mà đứng ca một mình. Rồi hỏi tiếp đi. Tác phẩm Tây Du Ký ở chùa Lôi Âm, vị Ngô Thừa Ân muốn nhắc nhở điều gì cho người tu theo đạo Phật? Cái này cái tác phẩm mà của Ngô Thừa Ân thì nó mục đích của nó là dạy cái con khỉ đó là cái tánh Phật đó. Không? Còn Tam Tạng là cái ban cái thân người nè. Còn cái mà cái ông Sa Tăng là cái ông cần cù. Còn cái ông Bắt Giới là cái ông hàm ngủ. Nó diễn tả những cái này thôi. Nhưng mà giải quyết được cái vấn đề là do cái tánh Phật thôi. Tánh Phật là nó mới hiểu được hết. Đó là vậy. Mà sau cùng là phải đi tên phương tỉnh cực rồi về mới thành Phật. À, là cái câu chuyện đó vậy thôi. Mà cái cốt truyện chánh đó là do Tề Thiên. Cái đó là cái tánh Phật đó. Tại nó vô nó mượn cái tánh người mà. Mượn thân tánh người nó mới múa mai. Còn cái ông kia thì ông Tam Tạng chỉ là cái thân người thôi. Ông không hiểu gì đây. Cái kêu biểu gì làm nấy á. Là diễn tả lại cái này. Đây là nói cái cốt truyện của cái Thiền Tông mà, chứ không phải nhỏ đâu. Nhưng mà sau cùng thành Phật là cái gì? Sau cùng thành trở về Phật giới là do con khỉ. Bởi vì con khỉ nó tu từ cái con người, rồi nó tu nhận được, nó mới vừa nhận có một phần mà nó đã bay lên được rồi đó. Thấy không? Mà nó bay nên nó còn chấp ngã gì thế, mà nó bị chấp ngã, nó bị giam trong núi, trong núi Ngũ Hành là nằm cái thần tứ đại nè. Về sau nó phá được cái thần tứ đại thì nó mới tốt một thành hành giả thật tình đó. Nó đây là nó có cái câu chuyện ấy thôi. Nhưng mà Điện Ngô Thừa Ân đi về cái giải thoát không biết.
chỉ hiểu được giải mã được trong thế giới này thôi. Đi ra ngoài thế giới vật lý không biết, Ngô Thượng không biết cái này. Chuyện tâu trí nó đạt trong cái thế giới vật lý thôi. Thoát ra ngoài thế giới vật lý, Ngô Thừa Ân không biết được. Nhưng mà đây là cái đầu đề. Vì thế mà ở Việt Nam có nhiều người gọi là khôi phục thiền tông, rất đúng. Nhưng mà hai chữ khôi phục thiền tông, chứ nếu mà dám để chữ này thì sẽ được. Khôi phục đạo Phật thiền tông là được. Thiếu cái chữ đạo Phật thiền tông. Vì khôi phục thiền tông là khôi phục được có hai chữ thôi. Còn đạo Phật nó nói tất cả, thêm cái chữ đạo Phật, nói tất cả những gì mà trong đạo Phật có. Thì Ngô Thời Ân chữ là khôi phục thiền tông thôi, chứ không phải đạo Phật. Nếu đạo Phật là phải hết, đạo Phật sẽ giải mã hết. Vì thế mà ở Việt Nam mình có người là khôi phục thiền tông, sự thật không phải, là có nghĩa là khôi phục được cái danh từ. Còn nếu mà đúng thì phải khôi phục đạo Phật thiền tông thì mới đúng. Thì đó thì tôi chỉ nói cho hiểu rồi, rồi mình dùng cái trí tuệ của mình, mình hiểu, hiểu thêm. Rồi hả, tiếp đi. Chị Hoàng Thị Thủy ở Quảng Bình hỏi: hiện nay pháp môn thiền tông được phổ biến ra, đã rất nhiều người giác ngộ, họ đã biết cúng cầu lại sinh, cầu an, cầu siêu, tụng niệm để giải thoát là sai, nên họ không theo nữa. Vậy thì các chùa chuyên cúng tụng sẽ bị thất thu. Họ có tìm đến soạn giả Nguyễn Nhân để làm hại, để tiêu diệt soạn giả hay không ạ? Cái này thì chắc chắn là tới, nhưng mà tôi thấy cái thời gian chưa tới. Họ đã đến nhiều lần nhưng mà họ không dám. Tôi cũng tính hết chứ đâu phải. Tôi trước khi tôi công bố này ra tôi tính kỹ lắm. Giống như tôi cất một cái cơ sở của nhà nước, tôi phải rào hết lại. Tôi có mở con đường đi vô thôi. Chứ nếu mà tôi không làm hàng rào chết là cái chùa này chết liền. Tôi biết chứ. Cái niềm nhiệm vụ nặng nề lắm chứ đâu phải nhỏ đâu. Là vì thiền tông khi nó ra đời nó phá toàn bộ cái hệ thống mê tín của người ta mà. Mà thế giới này thế giới vật lý, thế giới mê tín gì đoan mà. Tôi làm tôi phải hiểu, nhưng mà tôi biết. Nhưng mà đúng đó là cũng nghiên cứu mấy chục năm. Cái bàn cờ thế này là mấy chục năm tôi nghiên cứu để tôi đánh cái bàn cờ này nè. Chứ không phải dễ đâu. Chứ không phải muốn cắt cái chùa này. Nên nhớ là cái chữ này. Tu thiền tông để giác, để thành Phật mấy chục năm rồi. Ở đằng trước cái chùa này, thiền tông Việt Nam, cái bảng vẫn còn ở trước. Bây giờ nó mất chữ nhưng mà sơn lại nó nhìn thấy. Dám để thiền tông Việt Nam là tôi cũng có cái chiến lược của nó. Vì thế mà cái chiến lược từ khi mà viết sách cho đến công bố cái này là 11 năm. Từ góc đầu viết cái thiền tông này đến công bố là phải 11 năm mới ra được cái pháp môn này. Thì tôi tính hết rồi, tôi lường trước hết được những cái gì nó sẽ đến. Nhưng mà tôi nói đúng ra cũng kêu bằng hên không gặp mai. Khi công bố quyền ký ra thì cái luật tín ngưỡng 6 tháng sau có hiệu lực liền. Cái luật tín ngưỡng ký bà Nghiêm Cân mà ký 2016 mà đến 1 tháng 1 18 mới có hiệu lực. Mà tôi cho công bố ra ngày 14 tháng 5 17, tức là trước 6 tháng. Vừa có hiệu lực vừa có phản ứng thì cái luật tín ngưỡng có hiệu lực liền để đáp ứng này. Cộng với cái bộ luật hình sự kèm theo để bảo đảm cái thiền tông này. Nó tôi tính hết rồi chứ. Là vì cái bộ luật mà luật tín ngưỡng tôi đã từng góp ý rồi. Tôi đã gửi mail, tôi đã góp ý cái luật tín ngưỡng này rồi. Mà đây có nhiều anh em tôi biểu góp phụ cho tôi để chị có cái tiếng nói lên. Chứ ký hồi năm 2016 mà tới 18, 2 năm trời mới có hiệu lực. Có nghĩa là chống đấu dữ lắm. Chứ không phải ít đâu. Tôi biết hết. Nhưng mà cái đấy là việc tính của con người. Nhưng mà thành công hay không thì tôi thấy hiện giờ an toàn được 2 năm rồi. Thì tôi thấy nó sẽ an toàn, còn an toàn tiếp. Vì thế mà tôi mới nói vừa rồi. Thì cô Bình cũng có đưa cho tôi coi cái khúc phim mà ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ông yêu cầu là Bộ Giáo dục nghiên cứu về cái này. Nếu đúng cho lưu hành. Thì cũng mới hồi tháng 6 này tháng qua tháng 8 này chỉ 2 tháng đó. Thì nhà nước cũng quan tâm đến cái pháp môn này chứ không phải không đâu. Nhưng mà nên nhớ là việc nhà nước làm thì là ta làm theo tuần tự pháp luật. Nó không phải nhanh đâu. Một cái câu chuyện mấy năm trời chứ không phải ấy đó. Nhưng mà nên nhớ rằng hiện giờ nó đã qua được 2 năm. Thì tôi rất mừng. Thì nó đã vững vàng.
dù tôi mà nó có bị chết đi nữa thì cái thiền tông nó vẫn phát triển được, anh em thế hệ sau phát triển được, có nghĩa là ban quản trị vẫn tiếp tục được, vì tôi đã gài luật pháp, đi đúng luật pháp hết. Bây giờ làm sao? Nhà nước cho công bố ra, xuất bản, ban tôn giáo cho ra, nhà nước cho công bố ra, thì giờ còn gì nữa? Mà công bố mà có nhà nước tham gia nữa thì làm sao cái luật pháp nó đúng, thì cái này không thể xóa được. Vì thế mà tôi nói là Phúc Ân nó yêu cầu nhà xuất bản tôn giáo, nhà xuất bản thu hồi quyền ký này. Tôi bảo nó có bốn cái luật pháp đó, sửa đi rồi thu. Nên nhớ, sửa bốn luật pháp đi, nó thu, tôi hồi giấy rồi, mà tới nay đâu có đấy. Ông Nguyễn Công Quánh từ chối không, thà là tôi mất chức chứ tôi không rút lui cái quyền ký này ra. Ông tuyên bố rõ ràng mà. Mà tôi nói nếu mà tham gia tôi rất mừng, tôi quát nghinh ra đâu có nói gì đâu. Vì thế mà một câu nói tôi mà nếu mà không đúng luật pháp, chắc chắn cái luật pháp phải thu hồi cái này lại. Nhưng hôm nay 2 năm là yên chí đi, đừng có lo. Tôi làm cái gì trước mắt phải tuân thủ luật pháp, là làm theo đúng theo luật pháp thì hoàn toàn tiền tông không thể mất được. Bây giờ tôi nói là không có ông nào mà dám đứng ra mà dám nói vấn đề tiền tông. Nếu nói tiền tông là cái luật kêu bằng bộ luật hình sự số 100 tôi đem ra áp dụng liền. Bộ luật hình sự số 164, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hay dùng thủ đoạn khác ép buộc cái này ở tù 3 năm, tổ chức nào 5 năm. Nên nhớ rồi, cá nhân 3 năm, tổ chức 5 năm, ai dám? Dám không? Nếu mà dám chơi thì tôi dám đem luật pháp ra tôi mà làm việc liền. Tôi làm đúng luật pháp, nên luật pháp biểu tôi làm mà. Tôi làm đâu có sai đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Nếu mình mở lời dặn dò nghe liên tục trước khi mất thì loài cô hồn thử thách chung ấm thân trong vòng mấy giây? Xin thầy nói rõ chỗ này ạ. Bây giờ nói đúng ra mình học và thuộc lòng đi, rồi mình đi ra ngoài nó có dụ mình cũng không được. Giống như mình học cú chương cho thuộc lòng đi, rồi ai hỏi gì trả lời nấy. Làm sao? Quan trọng nhất là mình học cho thuộc lòng cái này. Vừa đi ra con ông thần vừa thả mình ra khỏi về đường về Phật, qua bên ngoài cái này thì bắt đầu cuộc thánh nó xuất hiện liền. Xuất hiện thánh nó không phải xuất hiện một lần, nó 2-3 lần vậy đó. Mình hiểu nó thôi, thôi mày đừng có gạt tao, tao biết rồi, có vậy nói một câu vậy thôi. Lần thứ hai không xuất hiện, tao biết rồi. Đã mình hiểu rồi. Cái giống gì mình ra cái bến xe đi, mình muốn Sài Gòn Hà Nội thì mình đi đón xe Hà Nội mình về, thấy không? Cái kia nó đi xe này Hà Nội đâu, số nào Hà Nội mình đưa tao coi. Nó không phải, thôi mày đừng có lừa tao, tao biết đường đi. Chỉ nói nó vậy là nó thả mình đi rồi thôi. Giờ nó có lừa 10 lần con thôi. Có nghĩa là mình hiểu được cái quy tắc này, ra dằn mặt nó liền, tao đi về Phật giới này, tao công đức nè. Công đức sáng trưng, nước mạch sẽ công đức sáng trưng, bởi vì trong này nè, mình có công đức nhiều nhưng mà bị gì nó có ít quá đi. Công đức trọn vẹn phải vô trung tâm dần ảnh nó mới sáng được. Ra ngoài nó thấy còn chập chờn nó mới gạt mình thôi. Mà mình biết mình phán nó một câu thì mấy cô hồn làm sao nó dám lại gần mình được. Mình hiểu cái thế giới này nó vậy thôi. Giống như mình ra bến xe mà mấy cô hồn, mấy con cò nó cà rè, mình chơi nó một câu, hai câu, nó bỏ nó đi, vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Chung ấm thân nếu không qua được thử thách của loài cô hồn thì chung ấm thân sẽ được trở lại dòng tộc hay vào loài cô hồn? Đi ra rồi vô cô hồn. Anh mà đi ra rồi thần mà thả ra không được, anh qua cô hồn. Rồi cô hồn mới đi vô cái loài mà không có nhân quả đó. Rồi khúc đó đó mà muốn trở về cái dòng tộc không phải dễ, thời gian dài lắm. Mới vô cái loài cô hồn rồi được khó trả lời lắm. Mà bây giờ anh đã về rồi mà trở lại dòng tộc, thần không chịu, thần chủ, thần quản lý nó không chịu, nó không, anh đã từ làm cô hồn rồi, anh vô đây phải qua cái thử thách, trở lại nó khó lắm, trở lại để tiếp tục nhân quả luân hồi khó lắm chứ không phải dễ đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Khi chung ấm thân vào sống trong hố 10 tỷ năm thì chung ấm thân ăn uống như thế nào? Ở đâu? Cái hầm á hả? Hầm 10 tỷ năm. Ở đây ta không cúng là mình ăn cái mùi cây bông quả lá đó ha. Còn ở dưới thì ăn cái gì, trong nó có phát ra cái lực gọi là lực nóng đó, ăn bằng sức nóng á. Mình ở đây mà ăn bằng cái sức của điện từ của nó phát ra từ cây cổ và lá, vô đó cũng phải ăn.
giống ăn cái gì? Ăn trong cái đồ nóng, mình đi ăn đồ ấm, trong khi nó ăn đồ nóng, nắng ăn chảy mồ hôi luôn á, ăn trong cái gian khổ mà. Giống như mình ở đây ăn đồ ấy mà qua bển ăn bằng ớt không á, cũng phải ăn, chứ đói mà quy luật vật lý phải đó, phải ăn, ăn bằng sức nóng. Đây mình ăn bằng chất ngọt, qua đó ăn bằng chất cay, chất nóng á, cũng ăn. Giờ đói quá không ăn sao, sống cái ngảnh cảnh đó mà. Thì mình thí dụ vậy đi, cái người ăn chay á với người ăn thịt á, cái ăn chay thì có cây cỏ hoa lá gì cũng ăn không được, mà cái ăn thịt thì thịt gì cũng phải ăn, thịt dính bẩn, thịt diếm nhiễm trùng gì cũng ăn, nó đói thì phải ăn thôi. Thế giờ thế giới nó phải vậy, bắt buộc phải theo qua cái dương như vậy. Giờ hỏi tiếp đi. Chung ấm thân bắt đầu văng ra khỏi trái đất là do công đức đẩy chung ấm thân văng ra phải không? Bây giờ mình hiểu thế này nè, ví dụ mình có phước đức á thì giống như bông bóng mình thả nó bay lên trời, nó bay cho đến cái bầu hoàng đạo 4 là nó đứng lại, cái đó là cái lực tự nhiên. Nhưng mà cái ban đầu không nói vậy được. Bây giờ thí dụ bây giờ thần tự hành á, cái mà cái nghiệp của mình á, nó sắp xếp 10 tần số à, nó ra cái này nước cực lạc nè, thì ổng cho mình bay lên đó, nhưng mà ổng điều khiển, ổng quăng mình lên đó, nó quăng bằng theo cái hướng á thì vô nước cực lạc liền. Còn nếu mà để nó bay thì nó phải đi vòng vòng lên đi tìm, nó hơi lâu một chút. Vì thế mà có cái chuyện thần thực thi nhân quả. Có nghĩa là hồi xưa đó, cái điểm đó từ A qua B thì tự động nó đi. Nhưng mà khi có một người điều khiển rồi thì nó bắn vô cái từ điểm A bắn qua điểm B liền, đi rất nhanh. Gọi là thần thực thi nhân quả là cái chỗ đó đó. Thì bây giờ khoa học văn minh rồi người ta mới nói được cái này. Chứ hồi xưa mà nói bắn tia laser vào điểm A qua điểm B, ai biết laser là gì? Bây giờ mình nói về người ta biết. Giống như bây giờ mình có điện thoại, mình có người thân bên Mỹ à, cho cái số điện thoại, tôi gọi đúng y chang, còn không biết mò qua tổng đài cho tôi biết cái số này ở đâu. Tổng đài nó mò, bây giờ không cần, cho số bấm nhảy ra liền. Thần thực thi nhân quả là thực thi nó nhanh như vậy đó. Thì nó có nghĩa là mình đi lên lực dương, có địa chỉ đàng hoàng. Còn nếu mà không có cũng lên cái đó rồi tự động nó đi tìm, nó hơi lâu, tìm cái địa chỉ nó hơi lâu một chút thôi. Rồi họ tế viên. Những người có thiên nhãn như Lão Tử và Khổng Tử là do các vị thần hay là các vị thánh giúp phải cái không ạ? À? Cái này ông tu ông đạt được. Vì thế mà viên như bên đạo hội đó, người ta tu người ta có đạo, có thiên nhãn. Tất cả các người đó người ta tu có thiên nhãn hết, thấy không? Còn chỉ có ông Phật nó tu được toàn năng toàn giác là ngũ nhãn thôi. Đó, mấy người đó tu thành ra cái này khăn năng lực ta hiểu tới đó. Ta nằm mà tại sao mà ta lập ra cái đạo trời đạo này kia là ta có cái lực đó thôi, ta chỉ hiểu tới đó thôi. Giống như mình ở thế gian này nè, mà ở tiểu học thì anh được quyền dạy tới lớp 5 thôi, còn ông kia trung học thì lại rồi đại học người ta mở thì theo. Chứ bây giờ ông mới có thiên nhãn thì ông phải mở về cái đạo thiên nhãn thôi. Còn ông Phật là cái ông toàn năng toàn giác, ông mở tất cả những cái trong cõi trời này rồi nước này nước kia tại ở dãy đất này rồi bên ngoài nữa. Đó, chỉ có ông Phật mới mở được cái đạo này thôi. Ông Phật mới có mở đạo thiền tông thôi, còn mấy bên kia có thôi. Chứ giờ Đức Chúa Trời người ta có thiên nhãn thì tôi có khả năng nhìn thấy cái nước đó sống đời đời thì ông kêu mình lên đó thôi. Mà ông cũng dạy đúng công thức. Có nghĩa là anh muốn lên cõi nước Thượng Đế ông ở sao? Thì anh phải làm phước. Giờ suy nghĩ à, cái đạo Thiên Chúa đầu tiên anh phải vô làm phước, phước thiện trước nhất. Và thứ hai mới học giáo lý. Rồi thứ ba nữa thì hầu cái cầu nguyện gì đó. Cầu nguyện đây là ta để cho mình ghi nhớ để đi đến cái chỗ đó thôi. Thì đạo Thiên Chúa lên thiên đàng cũng là học công thức đầu tiên phải. Vì thế mà đạo Chúa ta làm phước thiện nhiều hơn cái đạo Phật luôn. Vì thế mà các bên châu Âu nó cắt cái nhà thờ lớn lắm, thấy không? Tất cả nhà thờ bên châu Âu nó cắt lớn lắm, là tạo phước đức mà. Mình nên nhớ là tất cả những cái Caritas nó có cái chương trình của người đạo Thiên Chúa, nó ta có cái chương trình này, ai muốn làm từ thiện mới đưa vô cái này làm từ thiện. Bên đạo Thiên Chúa nó làm từ thiện nó có cái tổ chức rất hay hơn đạo Phật. Đạo Phật kêu bằng lỏng lẻo chứ sự thật đạo Thiên Chúa nó hay hơn. Anh muốn gì đưa vô Caritas hết. Là cái tổ chức quốc tế người ta mà, tổ chức quốc tế phải hiểu như vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Câu bất lập văn tự có phải nói về kinh Vô Tự phải không ạ? Gì hỏi lại?
Câu bất lập văn tự có phải nói về kinh Vô Tự không ạ? À? Không phải, kinh Vô Tự khác. Bất lập văn tự là cái tính Phật của mình không nói được, chứ không phải là bất. Còn kinh Vô Tự là cái kinh, cái giáo lý truyền đi theo dòng Thiền Tông, gọi là kinh Vô Tự. Còn bất lập văn tự, anh kiến tánh tự anh biết, chứ anh không thể mà kiến tánh anh viết được. Sở dĩ kiến tánh mà ra cái quyền ký nó nói đây là tại vì ông viết không mấy ngàn năm về trước, rồi bây giờ mới giải thích ra thôi. Mà bây giờ đợi khoa học mới giải thích được, chứ ngày xưa thời đồ đồng, đồ đá thì không có giải thích được cái này. Đợi đồng, đồ đá mà nói về vấn đề mà điện từ không gian không ai biết hết á. Nói mình khùng. Tôi ngồi đây tôi thấy điện đâu mà thấy điện. Bây giờ điện xuất hiện ra rồi mới nói được. Nó là bất lập văn tự là nói về cái tánh Phật và cái những cái gì mà có trong không gian này gọi là bất lập văn tự. Thấy không? Bây giờ nói ra phải chứng minh, bởi vì tôi nói là Thiền Tông khi ra đời thì nói bằng khoa học và chứng minh bằng khoa học. Không ngoài khoa học không nói được. Vì thế mà cái Thiền Tông nó ra đời nó bị sốc. Sốc cho những cái người mà tu hành chứng đắc. Chứng A-la-hán, người ta tưởng ngày xưa chứng A-la-hán là cao tột nhất rồi. Không ai thành Phật được. Đó mà bây giờ tại vì cái Thiền Tông này ra dạy thành Phật, còn chuyện A-la-hán là chuyện trong trái đất này. Ta nói cho rõ ràng vậy nó mới sốc vậy thôi. Bất lập văn tự không nói thời đồ đồng đồ đá được. Mà chỉ nói thời khoa học mà tuyệt đỉnh văn minh cao mới nói được. Rồi hỏi tiếp đi. Vị Lê Thị Ngọc Bích hỏi: Thưa bác, tôi theo pháp môn Thiền Tông đã lâu, nhưng vì cuộc sống làm nghề sửa sắc đẹp, phun xăm tạo nét trên mặt phong thủy cho khách hàng yêu cầu, thì cái này có bị mê tín không? Và có ảnh hưởng gì trên con đường tu tập pháp môn Thiền Tông không? Tu Thiền Tông là cái tu thôi, sửa sắc đẹp làm gì, ăn nhậm, dân dập của mình, cái nghề của mình. Có nghĩa tu Thiền Tông muốn tạo công đức thì mình sửa sắc đẹp, mình có tiền, mình sách tặng thì kia, nó đâu có liên quan đến cái nghề nghiệp của mình. Có nghĩa là bây giờ tôi nói cái Thiền Tông mà cái bằng tay đồ tể buông đau thành Phật còn được, không sửa sắc đẹp mà có gì đâu mà ngại, thấy không? Đừng có lo cái đó. Cái này hơi tưởng hơi nhiều chút. Bỏ tưởng đi. Rồi hỏi tiếp đi. Phật tử Thiền Tông Hạnh Hà Nội hỏi: Trong giải đáp bác có nói người có công đức sáng, ông thần tự bôi đen cho mình để sống ở thế giới này. Vậy cuối đời khi họ chết, ông thần có cách nào để cho sáng lại để họ trở về Phật giới không ạ? Xin bác giải thích cho con và mọi người hiểu. Ông thần cũng bôi thôi chứ ông có làm. Nhưng mà khi mình đi ra đến trung tâm vận hồi luân hồi thì tự động điện từ âm về âm, điện từ dương về âm. Ông thần bôi đen là ông bôi điện từ âm vô đó, tự nhiên nó rã ra, nó điện âm nó hút vô điện ông, điện dương hút vô điện âm vậy thôi. Chứ ông thần đâu có vô đó, ông thần làm sao vô cái trung tâm vận hành luân hồi được. Ông là một chúng sanh ở cái cõi Nam Diêm Phù Đề này, có nhiệm vụ thực thi nhân quả thôi. Nghe không? Cái chuyện ông bôi là tại đây, còn chuyện mã quá đi vô trung tâm vận hành là tự động nó mã quá ra. Có nghĩa vô nó không nút hút nữa, thì cái điện âm nó về điện âm, điện dương về điện âm dương thôi. Rồi tự động nó ra, rồi là tự động sáng ra. Chứ ông thần đã bôi rồi, có họ không cãi ra nổi đâu. Ông đâu có, ông được quyền bôi nhưng mà cãi ông cãi được. Rồi hỏi tiếp đi. Phật tử Thanh Phong hỏi: Dạo gần đây con mở máy nghe tới câu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, con bị đứng hình, như vậy là sao ạ? Nó có hai cái trường hợp. Một là con đã từ thu kêu bằng cái âm đó nó vô trong người con tới đây cái bắt đầu nó đứng lại liền. Bởi vì cái hình ảnh mà trong cái quả âm á nó không chịu nổi, nó đứng lại thì hình con phải đứng lại. Còn thứ hai là con cảm ngộ được. Nếu mà cái cảm ngộ khác là với cái đứng hình nó khác, thì cái hai cái này phải tự mình biết coi tác động ở phần nào. Một phần cõi cô hồn nó làm cho con đứng. Hai là giữa cái tánh Phật, cái tánh người của con á với cái tánh này, hai cái giữa nó hòa hai cái là nó đứng lại một chút xíu, để coi cái nào. Nó có hai cái trường hợp: một ông thần giật mình đứng lại, hai là tự mình cái vật lý bắt đứng lại. Đâu phải tự mình biết.
Bởi vì cái thầy này không phải bàn được, mà phải đích thân người đó hỏi, rồi tôi phải hỏi từ ly từ tí tôi mới giải mã cho, chứ giờ nói nó không đúng. Rồi hỏi câu khác đi. Câu số 2. Khi con mở máy nghe đài suốt ngày, lúc tối khi con ngủ con vẫn nghe. Tuy mất mắt con nhắm để ngủ, nhưng tai con vẫn nghe rất rõ. Lúc con khóc và giật mình, vậy hiện tượng như trên là gì? Bây giờ thế giới vật lý này nó vậy. Bây giờ khi mà mình đang mở đó, mình đang mở nghe, mình đang ở trong thế giới âm á, thì cái người âm nó không có lợi thì con ngủ rất ngon. Nghe không? Còn nếu mà con lúc nghe thì có nhiều khi vô trong cái tàng thức con á, nó làm cho cái tàng thức con nó quên hết đi, rồi con ngủ. Nó nhiều cái trường hợp, nhưng mà đa số á, thí dụ mình mở máy mình nghe nó ngủ ngon tốt, nó phá âm, nó vừa phá âm lực để nó dở, nó giữ cho mình chất ngủ ngon. Đa số người nào ít ngủ á, ngủ khó thì mở này nghe mà nó nghe nó ngủ quên, mà ngủ đã lắm. Nó hiểu nó vậy thôi, nó phá lực âm mà. Vì thế mà tất cả những người mà ưa bị dông nhập sát, mở này nghe hoài, biểu dông nó nhập, nó không dám nhập nữa. Nó vừa tới cửa nó nghe cái này nó chạy rồi, nó không dám nhập đâu. Cái này cũng không phải phép tắc gì đâu, nhưng mà tại vì cái lực dương nó đẩy ra. Hai cái lực dương đó, một cái lực âm, cái lực dương của cái máy và cái lực âm của cái thế giới này, nó tác động, nó tương tác, nó không giống là gần gì thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Nói đi đó, còn 3 giờ mà. 3 giờ lận được. Thì nghỉ sớm. Hiện tại câu hỏi đã hết, thì có ai xin hỏi thì hỏi thêm thôi, là mình kết thúc câu hỏi tại đây ạ. Alo. Con kính thưa viện chủ. Dạ. Con kính thưa viện chủ, con tên là Lại Thị Hằng, sinh ở thôn Hoàng Ngãi, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, nhưng con trú quán ở Sài Gòn. Con thì con tu hiện tại là con tu Thiền Tông theo thầy. Bây giờ con mới được là Phật tử thôi ạ. Thế nhưng mà con muốn hỏi thầy là bây giờ mẹ con 87 tuổi, mà gần đây là cụ sức khỏe thì vẫn khỏe, nhưng mà thường là cứ xách quần áo ra cứ bảo tao về nhà tao như lẫn ạ. Thì có cái phương pháp nào mà có thể là, đấy có phải là thần thực hành nhân quả? Con muốn soạn giả giúp con xem có phải không ạ? Cô cứ lặp lại cho rõ, rõ tiếng hơn tí xíu, ngắn gọn lại cô. Dạ. Mẹ con là 87 tuổi ạ, ở quê. Thế bây giờ là mẹ con lâm bệnh thì là nói chung là tất cả mọi cái vệ sinh là đều là vẫn cứ biết hết, nhưng mà gần đây là cứ xách quần áo ra cứ bảo tao về nhà tao. Thì có phải là hiện tượng này là mẹ con bị thần nhân quả, nghĩa là đưa mẹ con về con muốn thầy giải thích cho con ạ. Bây giờ nói đâu ra cái cụ này trở về dòng tộc đó. Dạ. Nhớ là kiếp trước đó, muốn trở về dòng tộc. Dạ, dạ. Nó có vậy, đơn giản vậy thôi. Vâng. Bây giờ cái này là chết giờ ở trong nhân quả luân hồi, trong dòng tộc, không đi, không đi chỗ khác. Nhớ lại mà, bởi vì trước khi chết là nhớ cái gì? Nhớ ông bà cha mẹ, gì thấy ông bà cha mẹ mới trở về. Thì cái này trong lời dặn dò có nói rồi, thì chắc chắn trở về dòng tộc không sao đâu. Thì thôi, thì trở về dòng tộc có biết chứ giờ làm sao biết giờ. Nó thì cũng tốt thôi, đừng có đi vô các loài khác.
chứ còn thấy mà cứ dơ sách vô rừng ở là thua, bà đâu có tu đâu vô rừng. À, có nghĩa là nhớ rồi thấy trở về nhà tao là tất nhiên trở về cái nghiệp hồi xưa ở đâu đó, giờ trở về dòng tộc. Cái này trong cái lời dặn dò ta đã nói rõ rồi đó. À, cái đó không sao, chứ giờ còn đâu không có chuyển nổi đâu. Thì thôi, cái thời buổi này thì cứ để cho tự nhiên, săn sóc cụ cho kỹ. Rồi nhớ một điều, khi chết đừng có cúng tụng à. Cúng tụng nó sai, nhớ về dòng tộc cũng là tốt rồi. Dạ, tiếp theo thầy cho con hỏi cái câu thứ hai nữa là con có thể là tụng cái kinh sám hối như vậy là phổ thông cho mẹ con nghe được không ạ? Không, tụng kinh không được. Bây giờ duy nhất chỉ có nước là mở đi mở cái kinh này nè, thì nghe cũng có chuyển hướng nổi không? Có nghĩa là chuyển hướng được trở về dòng tộc rất sáng suốt, chứ không phải cúng đi dòng tộc nhưng mà rất sáng suốt, nó không có bên. À, chứ đừng tất cả kinh vật lý đừng có nhào vô, vật lý nó đi sai vô trong cái cõi âm, cõi cô hồn. Dạ, đây là kinh của thầy. Trong cái đó, xin anh em trong vòng quản trị cái kinh sám hối của cái tiền tông. Vâng được. Ạ. Ừ. Vâng, chứ đừng có bên vật lý. Vâng, thế con thứ nhất vâng, là cái kinh mà gọi là nó cũng ở trong cái này, nó cũng có cái loại kinh mà vừa sám hối cho người thiền tông á. Dạ. À, hoặc là lấy cái máy cho mẹ nghe. Dạ. À, thì nó có cái phước dương hơn. Dạ. Nó phá được cái âm, còn ở bên vật lý nó không phá được. Dạ. Ừ. Thế con xin thầy giải thích cho con là nếu mẹ con lúc lâm chung thì làm thế nào mà có thể là cụ về được tòng tộc cho nó dễ dàng ạ? Bây giờ thì thôi, trong kinh sám hối của thiền tông nó mở cái đó, chịu khó tụng lại cái đó cho anh nghe. Dạ. Nó thanh thản ra đi, nhưng mà tuyệt đối bên tịnh độ đừng có đưa vô nha. Dạ. Ta vô bên cái trở về dòng tộc đừng có đưa vô, thì nó lạc. Khúc đó nó lạc, nó dẫn qua đưa cái kia đó, dẫn qua cái cô hồn không biết. Dạ. Tịnh độ là ta dùng cho người giảng sanh, mà mình đâu có tu giảng sanh đâu. Dạ. Mà mình muốn giảng sanh cũng được, thì mình giảng sanh đâu có phước đức rồi mà giảng sanh. Dạ. Nó sai. Còn bên này đưa trở lại dòng tộc rồi, được. Trong đó nó có những cái bài kinh lựa ra. Dạ. Mình đọc chưa có, đọc cho nghe thu lại, nghe hoài. Dạ. Chứ tuyệt đối đừng có đi mướn nè. Đi dạ. Mướn mấy ông thầy kiếm tiền, ổng đưa. Lạc đường mình không biết đường đi. Trong dạ. Thúc không đưa, ổng đưa đi, mình đi tầm bảy tầm ba rồi, khúc đó nó là sao? Cố gắng. Dạ. Thì ăn ủi nó vậy thôi. Dạ. Chứ sự thật nếu mà như vậy thì không cần gì hết, cứ tốt để chờ. Và cụ trở về với dòng tộc rồi luân hồi tiếp. Dạ. Rồi. Vâng, thế con xin hỏi có thế. Con xin cảm ơn rồi. Thầy và tất cả con. Kết thúc đi. Hỏi đi. Thưa bác, vì sao Tệ Trung Thượng Sĩ nói chịu tội không chịu phúc? Xin bác giải thích. Gì? Chịu tội dạ. Không? Chịu tội không chịu phúc. Câu này kinh nào nói? Tệ Trung Thượng Sĩ đâu có nói vậy. Chịu tội không chịu phúc là chịu tội gì mà phúc gì? Đây phải hỏi cho rõ chứ. Tệ Trung Thượng Sĩ đâu có nói cái này. Tệ Trung Thượng Sĩ nói về thiền tông chứ cái này nó không có nằm ở trong cái đó ha. Có nhiều khi cái người khác, cái này nó nói về mấy ông thờ. Thà là làm quỷ nước Nam không làm dương đất Bắc có, chứ không có cái chuyện tội tội chơi phúc ha. Cái này là do vị tướng nói. Mà cái câu này là Nguyễn Phi Khanh nói với cha là Nguyễn Trãi, trước khi Trung Quốc bắt về nước Trung Quốc: tôi thà làm quỷ nước Nam không làm dương đất Bắc. Câu này nó dịch ra ý cái này thôi, nghe không? Chứ nó không nằm ở trong cái đạo Phật, mà nó nằm trong đạo thần, cái đạo quốc gia, thờ tung cái quốc gia, chứ không có phải bỏ quốc gia được. Câu này do Nguyễn Phi Khanh nói với cha là Nguyễn Trãi ở ải Nam Quan. Rồi, ngồi tiếp đi. Buổi giải đáp hôm nay đến đây xin kết thúc rồi.